Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 89. Cảnh giới âm dương là cảnh giới cuối cùng trong ba đại cảnh giới tử phủ, tiểu thanh, đại thanh, viên mãn, mỗi một tầng đều có biến đổi cực lớn. Cứ mỗi một bước như thế sẽ càng tiến gần đến cảnh giới thiên phách, thực lực cũng sẽ tăng lên gấp bội lần. Đến cảnh giới âm dương, muốn gia tăng tu vi võ học sẽ cực kỳ khó khăn. Trừ đám yêu nghiệt như bọn họ, muốn vượt cấp chiến đấu gần như khó hơn lên trời. Nếu là yêu nghiệt có thiên phú ngang nhau, cách một cảnh giới, e là không có bất kỳ phương pháp gì thắng được đối phương. Lâm Nhất xem như một ngoại lệ, hắn nắm giữ kiếm ý tiên thiên, hơn nữa, kiếm ý của hắn còn mạnh đến mức nghịch thiên. Cổ vực Nam Hoa to lớn như vậy, nhưng người có được kiếm ý mạnh như hắn chẳng khác nào lông phượng sừng long, đó là đã tính cả lớp kiếm khách có tuổi rồi đấy. Nhưng dù là vậy thì một khi tu vi chênh lệch quá lớn, kiếm ý có nghịch thiên đến đâu cũng chẳng làm nên trò chống gì. Ví dụ như hiện tại, Trần Tử Ngọc và hắn cách một trời một vực. Một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất. Tử Ngọc, người đang bị thương. Trên đỉnh núi ở đằng xa, ông lão áo đen khẽ nhíu mày và nói. Tuy Trần Tử Ngọc đã ra riêng, nhưng dù trong gia tộc ở Lôi Châu thì thực lực và thiên phú của hắn ta có thể xếp vào ba hạng đầu. Nếu không, gia tộc cũng chẳng nể mặt hắn ta mà cố ý chuyển chuông huyền âm đến để trấn áp Lâm Nhất. Không sao. Trần Tử Ngọc cười thản nhiên, khi nụ cười ấy nhạt nhòa nơi đáy mắt, một luồng khí cực lạnh bộc phát từ trên người hắn ta. Ở đằng kia, đắm mình trong luồng khí lạnh, quần áo trên người Trần Tử Ngọc đều phát ra ánh ngọc mờ ảo. Tại thời khắc này, phong mang của hắn ta khiến người ta không dám nhìn thẳng, đồng thời cảm thấy cực kỳ khó thở. Ý chí hàn băng. Đám người Cổ Dương biến sắc, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Khi biết tu vi của hắn ta đã thăng cấp đến cảnh giới âm dương viên mãn, mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong dự đoán, dù sao thì ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hắn ta lại có thể thức tỉnh được ý chí võ học, nắm giữ ý chí hàn băng, điều này vốn bọn họ chỉ mới nghe đồn mà thôi. Bởi cảnh giới dưới thiên phách, muốn thức tỉnh ý chí võ học là điều cực khó. Nhưng một khi thức tỉnh thì sẽ rất khủng bố. Trong quần long thịnh yến, kiếm ý không thể vô địch được là vì sẽ có yêu nghiệt thức tỉnh ý chí võ học ở cảnh giới tử phủ, đủ thực lực để chống lại kiếm ý. Đây là lần đầu tiên đám người Tần Húc, Cổ Dương nhìn thấy Trần Tử Ngọc thể hiện ý chí võ học, bọn họ thầm cảm thấy mất mát, ngày sau sợ là khó có thể ngang hàng với đối phương trong thất tú thiên lăng. Chẳng mấy chốc, tâm tư của bọn họ đã xoay chuyển liên hồi. Cổ Dương là người đầu tiên mỉm cười, vui vẻ nói, Trần Huynh giấu chúng ta cực thật đấy, không ngờ ngươi lại nắm giữ ý chí hàn băng, trong quần long thịnh yến lần này ắt có một chân trong ba thứ hạng đầu. Hề hề, trước đó ta còn lo lắng cho Trần Huynh, giờ xem ra đâu cần một ngón tay, sợ là nửa ngón tay cũng đủ để Trần Huynh ấn chết hắn. Ha ha ha, xin Trần Huynh hãy ra tay để tên kiếm nô này hết hy vọng, chớ khinh thiên lăng ta không có ai. Giọng điệu của bọn họ đều có một chút gì đó lấy lòng, bất giác, cả đám chủ động hạ thấp thân phận trước Trần Tử Ngọc. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo đen đang điều khiển chuông huyền âm vô cùng mừng rỡ, bèn đưa tay lên, linh văn phong tỏa một bên không gian dần buông lỏng, sau đó không ngừng vỡ ra. Ông ta không sợ Lâm Nhất nhân cơ hội này bỏ trốn, với cảnh giới bán bộ thiên phách của mình, ông ta có thể thao túng chuông huyền âm một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Chỉ cần Lâm Nhất dám có hành động khác thường, tiếng chuông ngân vang, đối phương sẽ biết được thế nào là tra tấn. Đợi đến khi linh văn hoàn toàn vỡ ra, thân hình Trần Tử Ngọc chợt lóe, viễn độn vào. Hắn ta và Lâm Nhất đều bị bao phủ bởi chuông huyền âm. Trần Tử Ngọc muốn tự tay nghiền chết Lâm Nhất, dùng thủ đoạn vô tình và tàn nhẫn để làm nhục đối phương. Dùng một đầu ngón tay để ấn chết ngươi thì có hơi khoa trương rồi, nhưng trong vòng ba chiêu, ta muốn giết ngươi chẳng khác nào giết một con chó. Trần Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, khí lạnh toàn thân sộc thẳng lên trời, hắn ta thi triển ý chí hàn băng tiểu thành đến mức tận cùng. Trong lúc chân nguyên sôi trào, hắn ta đánh ra một trường, ngay lập tức, có khí lạnh vô tận như núi thở biển gầm cuồn cuộn tuôn ra, trường mang ẩn trong khí lạnh càng phát ra hào quang lóng lánh, hệt như một ngôi sao. Táng hoa! Lâm Nhất duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Thoáng chốc dung hợp kiếm uy thương long vào đó, nghênh đón trưởng mang khủng bố kia.
hắn không lùi mà tiến. Sau khi đi được ba bước, bá khí mãnh liệt tuôn ra từ trên người hắn, mang theo uy áp cắn nuốt núi sông. Bang! Táng hoa ra khỏi vỏ, hào quang sáng chói như ban ngày, một kiếm này của hắn cực kỳ dứt khoát. Được tâm pháp bá kiếm phụ trợ, kiếm lao đi trong không trung, đâm thủng tầng tầng khí lạnh như biển gầm ngưng tụ, nghênh đón trưởng mang lạnh lẽo như băng kia. Một thoáng phồn hoa, nhất niệm hoa khai. Trong cơ thể Lâm Nhất, từng cánh hoa tử diên bung ra, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng vọt, phút chốc đã đánh bật uy áp từ cảnh giới âm dương viên mãn của đối phương. Thoáng chốc, kiếm táng hoa đã hung hăng đâm vào trưởng mang như sao băng kia, giờ phút này, thân kiếm hoa lệ như mộng ảo bắn ra duệ khí chói mắt. Răng rắc, trưởng mang lập tức xuất hiện vết nứt, sắc mặt Trần Tử Ngọc thay đổi. Hiển nhiên, hắn ta không ngờ bản thân đã thi triển tu vi chân thật cùng ý chí võ học, vậy mà vẫn không cách nào nghiền áp được Lâm Nhất. Bởi không đề phòng nên Trần Tử Ngọc lập tức ăn thiệt thòi, phải điên cuồng lui về sau. Chết đi, Lâm Nhất nắm chặt kiếm táng hoa trong tay, vừa định đuổi theo thì. Cong! Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, đó là tiếng chuông cổ xưa, phút chốc khiến tâm trí hắn chấn động, đầu choáng mắt hóa, chân nguyên hỗn loạn, ngực đã xuất hiện một vài vết rạn. Bước chân hắn lập tức khựng lại, cả người cũng đứng sững. Trần Tử Ngọc thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng nhận ra là ông lão áo đen đang giúp mình. Khóe miệng hắn ta lập tức nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, tia sáng lạnh chợt lóe trong mắt, sắc mặt lộ rõ sự hung ác. Phụt! Một chưởng nện thẳng vào ngực Lâm Nhất, đánh bay hắn. Lâm Nhất không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giật mình hoàn hồn, vừa định lách người thì. Cong! Lại một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai, tầm mắt hắn trở nên mơ hồ. Trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều Trần Tử Ngọc, khiến một kiếm đâm ra rơi vào khoảng không. Ầm! Nhưng trưởng mang của Trần Ngọc đã nện mạnh vào người hắn. Bịch! Lâm Nhất lại bị một trưởng đánh bay, va vào kết giới linh văn. Xương cốt toàn thân hắn nổ tung, đau đớn kịch liệt ập đến, hắn lập tức thổ huyết. Lợi hại thật! Chỉ mới ba chiêu mà Trần Huynh đã đánh tên kiếm nô kia hệt như đánh một con chó. Đám cổ dương biết rõ ông lão áo đen đang giúp đỡ, nhưng bọn họ vẫn vô liêm sỉ cười nói và vuốt mông ngựa. Đã hết ba chiêu, Tử Ngọc, ngươi lui ra ngoài đi, thúc thúc muốn luyện chết hắn. Trên đỉnh núi, ông lão áo đen cảnh giới bán bộ thiên phách nở nụ cười dữ tợn và lạnh lùng nói. Để ta đến luyện chết hắn. Trong mắt Trần Tử Ngọc lóe lên tia kiêu ngạo, nói với vẻ khinh thường, đúng là đồ vô dụng, ngay cả ba chiêu của ta mà cũng không đỡ nổi, trước đó ta còn xem trọng ngươi đấy. Vèo. Vừa dứt lời, Trần Tử Ngọc lập tức xuyên qua kết giới được diễn hóa từ linh văn. Lâm Nhất không nhúc nhích, hắn biết rõ không thể nhân cơ hội đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần hắn động đậy một chút thì ông lão áo đen kia sẽ điều khiển chuông huyền âm để công kích hắn. Ba chiêu cũng tiếp không nổi. Coi như hắn thấy được cái gì gọi là vô liêm sỉ rồi. Lâm Nhất ngước mắt nhìn về phía ông lão áo đen trên đỉnh núi, ánh mắt hắn cực kỳ âm u và đáng sợ, lạnh giọng quát, lão quỷ, có dám nói cho ta biết tục danh của ông không? Ông lão áo đen cũng bất ngờ khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng và âm u, lại chứa đầy khí lạnh như vậy. Ông ta thoáng sững sờ, rồi cười khẩy và nói cho ngươi biết thì đã sao? Một kẻ sắp chết mà thôi. Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Trần Vọng Dã. Ông ta vừa nói xong thì chắp hai tay vào nhau, thủ ấn thần bí và khó lường liên tục được ngưng kết. Cong, cong, cong. Chuông cổ treo ở độ cao trăm trượng lập tức phát ra hào quang sáng ngời, từng hoa văn được khắc trên thân chuông hiện rõ. Dưới chuông cổ, Lâm Nhất có cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Tiếng chuông không ngừng công kích khiến linh hồn hắn gần như sắp bị đánh tan. Răng rác, răng rác. Tiếng chuông rền vang, như có trăm ngàn cái búa gõ mạnh vào từng tấc da thịt và xương cốt của Lâm Nhất. Đối mặt với âm thanh kinh khủng kia, thân thể mạnh mẽ có thể sánh ngang với man thú của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, có tiếng nổ như giang đậu liên tục vang lên. Chỉ trong chốc lát, ông lão áo đen kia đã dùng chuông huyền âm luyện Lâm Nhất đến mức thất khiếu chảy máu. Thật thảm. Cổ dương nhếch miệng, nở một nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng nói.
Lâm Nhất, ngươi chớ trách chúng ta, có trách thì trách bản thân không có chỗ dựa, chỉ là một tên kiếm nô mà cũng dám làm càn ở thành Thiên Lăng ta, nhận lấy kết cục thế này đúng là đáng đời. Trên bảng Long Vân có bao nhiêu yêu nghiệt cơ chứ? Thế nhưng bước vào lãnh thổ Lôi Châu ta cũng đều phải cụp đuôi mà làm người, nào có chuyện dương oai như ngươi. Trong mắt Tần Húc lóe lên tia dữ tợn, hắn ta lạnh lùng nói. Sắc mặt Trần Tử Ngọc lộ rõ sự kiêu ngạo, hắn ta sờ sờ cằm, nở một nụ cười nghiền ngầm, nếu ngươi bằng lòng quỳ xuống làm chó, có thể ta sẽ tha ngươi một con đường sống. Dầu gì thì ngươi cũng là một nhân tài kiệt xuất nắm giữ kiếm ý tiên thiên, nếu làm nô của ta, cũng không tính là bôi nhọ thân phận ta. Quỳ xuống. Đừng có không biết điều, không nghe thấy Trần công tử bằng lòng tha ngươi một mạng à. Mau quỳ xuống xin tha đi. Những lời này lập tức khơi gợi hứng thú của đám Tần Húc, cả bọn liên tục quát to. Cút. Sắc mặt Lâm Nhất dữ tợn, cắn răng mắng. Trong mắt Trần Tử Ngọc lóe lên tia sáng lạnh, giọng hắn ta âm u, tiếp tục luyện, luyện đến khi hắn quỳ xuống xin tha mới thôi. Thường nghe nói kiếm khách cứng đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng ta vẫn luôn không tin. Công tử yên tâm, ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, vẫn còn rất nhiều cách tra tấn hắn. Trên đỉnh núi, ông lão áo đen cười dữ tợn, tay ông ta lại bắt đầu thay đổi. Cong cong cong. Chuông cổ đang là lừng giữa không trung từ từ hạ xuống, mỗi một tấc, tiếng chuông vang vọng bên tai Lâm Nhất lại mạnh hơn gấp mấy lần. Mỗi một âm thanh hệt như bùa đòi mạng. Phụt, Lâm Nhất không kiên trì nổi nữa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngụm máu tươi kia khiến ý chí của hắn gần như sụp đổ, hai chân phát ra âm thanh răng rắc, suýt nữa thì ngã quỵ. Hai mắt đám người Trần Tử Ngọc tỏa sáng, nhìn chòng chọc về phía hắn. Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Nếu ta chết thì quá hời cho đám người vô liêm sỉ này rồi, kiếm trong tay ta nhất định phải huyết tẩy mối thù hôm nay. Lâm Nhất ta không thể chết được. Ngay khi sắp sụp đổ, trong lòng Lâm Nhất điên cuồng gào thét. Hắn phải đối mặt với đau đớn hệt như có hàng vạn con kiến đang gặm nhắm xương cốt, nhưng giờ phút này, ý thức của hắn lại hoàn toàn thanh tỉnh, suy nghĩ nhanh như chớp, không ngừng tìm kiếm phương pháp hóa giải. Chuông huyền âm. Đột nhiên, trong đầu Lâm Nhất vụt qua một suy nghĩ. Dường như có tia chớp xẹt qua nền trời, khiến mọi thứ đều sáng tỏ. Đúng vậy, là chuông huyền âm, cục diện không đường sống ngày hôm nay vốn bắt đầu từ nó. Nên nếu muốn thoát được thì phải dựa vào nó, trước hết ngăn cản tiếng chuông, sau đó lại phá hủy nó. Đã có sóng âm thì sẽ có tiết tấu, trước thuận sau nghịch. Đối mặt với cái chết. Suy nghĩ của Lâm Nhất sáng tỏ hơn bao giờ hết, trong giây lát, hắn đã nghĩ ra kế đối phó. Lấy thân làm kiếm, dùng kiếm ngăn địch. Ý niệm lóe lên, cơ thể Lâm Nhất lập tức run lên như kiếm, mỗi một lần trái tim nảy lên, mỗi một lần xương cốt vỡ vụn, đều có kiếm âm ngân vang. Ông, ông, ông. Phút chốc, kiếm ý diễn hóa thành sóng âm vô hình không ngừng chấn động quanh thân hắn. Kiếm âm cùng tiếng chuông tạo thành cộng hưởng. Khiến chuông cổ đang lở lửng giữa không trung bất giác run lên, không ngừng lắc lư. Trong tình huống không ai chú ý, bề mặt chuông đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ổn rồi. Lâm Nhất thầm nghĩ, tiếng chuông diễn hóa thành sóng âm đã tạm thời được ổn định. Nhưng muốn phá chuông này thì phải dùng kiếm trận tử diên để dẫn phát cộng hưởng, triệu hoán tử băng diên tước đánh vỡ nó trong một lần hành động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tên nhóc này, mắt thấy Lâm Nhất vẫn ngoan cố chống trả, không hề có ý định khuất phục, ánh mắt Trần Tử Ngọc ngày càng lạnh lùng. Trong mắt Sở Mộ Viêm cũng lóe lên tia khác thường, thản nhiên nói, giết đi thôi, kẻ này không thể lưu lại, nếu không hậu hoạn khôn lường. Trần Tử Ngọc khẽ gật đầu, bị tra tấn đến mức như vậy mà vẫn ngoan cố chống trả, ý chí như thế chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Thấp giọng nói, Trần Thúc, giết hắn đi. Được, ông lão áo đen nhếch miệng cười rồi điều khiến chuông huyền âm, tăng tốc độ hạ xuống. Ầm ầm. Nhưng chuông huyền âm đang ở giữa không trung bỗng bắt đầu lắc lư, từng đợt sóng âm khuếch tán ra ngoài, khiến những gốc cổ thụ chọc trời ở gần đó đều bị chặt đứt, đồng thời, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số khe nứt.
Đã có chuyện gì? Đám người Trần Tử Ngọc hoảng hốt. Còn muốn lật trời, chết đi. Rốt cuộc ông lão áo đen cũng ngồi không yên được nữa, sắc mặt ông ta sầm xuống, uy áp đáng sợ từ trên người bộc phát. Ầm. Giữa không trung, chuông huyền âm hệt như một ngọn núi lớn cực kỳ nguy nga, sóng âm dường như hóa thành thực chất, tạo thành từng tầng rung rộng. Mắt thường có thể thấy được những rung động màu tím kia, mỗi một nơi chúng đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi, khiến lòng người kinh sợ. Âm vang. Kiếm ý trong cơ thể Lâm Nhất không ngừng ngân vang, hắn cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra, cố sức dùng kiếm ý để ngăn cản chuông huyền âm rơi xuống, đồng thời phân ra ý thức, điên cuồng thúc giục Tử Diên kiếm quyết. Hoa Tử Diên ở Tử Phủ đã nở rộ, 100 cánh hoa đều bung ra, từ từ nghịch chuyển. Mỗi một vòng như thế, liền có cánh hoa bay ra ngoài cơ thể, diễn hóa thành bóng kiếm màu bạc phát ra hào quang chói mắt. Keng, keng, keng. Phút chốc, kiếm khí sôi trào, Lâm Nhất dùng hết toàn lực để ngăn chuông huyền âm rơi xuống. Châu chấu đá xe, hả? Trong mắt ông lão áo đen bán bộ thiên phách vụt qua tia mất kiên nhẫn, chuông huyền âm hệt như một vệt sáng lao thẳng xuống. Trong lúc nó rơi xuống, hoa văn cổ xưa khắc trên bề mặt chuông lần lượt bong ra, nhìn từ xa, hệt như một khối thiên thạch sáng chói. Tiêu rồi, chuông huyền âm sắp phát nổ. Ông lão áo đen lộ vẻ kinh hãi, ông ta lắc người, gần như thuấn di, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Trần Tử Ngọc, duỗi tay nắm lấy hắn ta, nhấc lên rồi lao đi như tia chớp. Ông! Chuông huyền âm đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ, hệt như sắt thép bị nung trong lò thiêu để chế tạo thần binh lợi khí. Lúc này, nó đã bao trùm khắp người Lâm Nhất như một quả núi đổ ập xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhưng chuông huyền âm màu đỏ thấm vừa rơi xuống đã bị hằng hà sa số kiếm quang đâm thủng từ bên trong. Mỗi một cái lỗ hỏng bắn ra chùm sáng bạc chói mắt, từng chùm liên tục xuất hiện. Đám người Sở Mộ Viêm còn đang hoang mang chưa rõ chuyện gì, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, lộ vẻ khủng hoảng, không dám nghĩ nhiều, chỉ biết điên cuồng lui về sau. Bang! Sau khi bọn họ lui được một khoảng rất xa, giữa trời đất đột nhiên vang lên thánh âm to rõ, sắc bén và chói tai, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm khiến vạn vật đều khiếp sợ. Đó là tiếng phượng kêu, dường như từ mặt đất hướng thẳng về phía mặt trời. Ầm, mấy người nhỏ giọng bàn tán, không ngừng mắng chửi, không lấy được túi trữ vật của Lâm Nhất nên tỏ vẻ vô cùng tức giận. Công tử, không cần tìm, chuông huyền âm đã nổ. Dù là lão phu cũng sẽ tan xác. Sắc mặt ông lão áo đen Trần Vọng Dã hơi khó coi, ông ta lạnh lùng nói. Chắc chắn ông ta không ngờ rằng chỉ trấn áp một tên kiếm nô lại tổn thất cả chuông huyền âm chính phẩm, bây giờ đang cảm thấy rất đau lòng. Trần Tử Ngọc tỏ vẻ bất đắc dĩ, một lúc lâu sau đó, trong mắt hắn ta ngưng tụ phong mang, trầm giọng quát to, Lâm Nhất đã chết rồi. Tần Húc, Cổ Dương và huynh đệ Kim Gia hơi sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đồng loạt cất lời, tốt quá, Tử Ngọc huynh phong thái vô biên, chỉ ba chiêu đã xử lý được tiểu tử này, không hổ là thiên tài dẫn quân của thành Thiên Lang ta. Trần Tử Ngọc không đáp, hắn ta nhìn thoáng qua Sở Mộ Viêm. Sở Mộ Viêm khẽ mỉm cười, trầm ngâm nói, đúng là ba chiêu, mọi người tận mắt nhìn thấy, không sai vào đâu được. Trần Tử Ngọc hài lòng gật đầu, bình tĩnh nói, không nhờ mọi người chặn đường lui của kiếm nô này, ta cũng không thể xử lý hắn trong ba chiêu, vinh dự và thể diện của thành Thiên Lăng là do chúng ta cùng nhau bảo vệ. Các vị cũng từng nói muốn giết chết hắn, bây giờ giết chết được tên này, cũng xem như có mặt mũi đi gặp U Nhược Điện Hạ rồi. Lâm Nhất đã chết. Tin tức này truyền đến thành Thiên Lăng tựa như sao băng rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo thành sóng to gió lớn. Dư âm mãi không thể lắng xuống. Trong thành Thiên Lăng ai cũng biết đến cái tên công tử Táng Hoa Lâm Nhất từ lâu, danh tiếng của hắn gần như bằng với Thất Tú Thiên Lăng, thậm chí là hơn cả thế. Từ khoảnh khắc hắn xuất hiện chính là ác mộng của thiên tài thành Thiên Lăng, khiến mọi người áp lực đến mức không thở nổi. Trong buổi đấu giá tử vong, hắn thể hiện phong mang, dám tranh giành với Khuynh Nhược U, dựa vào kiếm trong tay đánh bại thiên tài thế gia thành Thiên Lăng. Vốn cho rằng hắn biết bản thân gây ra họa lớn,
sẽ sợ hãi không dám lộ diện. Nhưng chẳng mấy chốc đã truyền đến tin hắn chém chết cao thủ âm dương đại thành. Trong nháy mắt, hắn đã vả xương mặt thiên tài thành thiên lăng, khiến mọi người tức muốn hộc máu. Vẫn chưa dừng lại ở đó, trong mật cảnh kiếm tông, hắn lại một mình một kiếm, xuất hiện lần nữa. Ngoài ra, hắn còn chém chết hướng thiên hà của bảng trong trước mặt mọi người, sau đó giết lục thông của Tiêu Vân Tông, phong mang quá chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng câu chuyện về hắn vẫn chưa dừng lại ở đó, trong mật cảnh kiếm tông, hắn đánh bại Âu Dương Hạo, khiến đối phương hoảng hốt chạy trốn như một con chó. Hắn tranh giành quả hóa yêu trên cây luyện yêu với các thiên tài xuất chúng, phong thái vô biên, phía trên đỉnh cao, chiến đấu cùng ta, có thể nói là khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đáng sợ nhất là hắn lại làm được, cướp đi quả hóa yêu quý giá nhất. Một yêu nghiệt tài giỏi, nổi bật như thế, nhưng cuối cùng vẫn chết. Trong thế gia đồn rằng hắn thua trong tay Trần Tử Ngọc, chỉ với ba chiêu, Trần Tử Ngọc đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, áp đảo hắn. Điều đáng tiếc nhất là Lâm Nhất quá cứng đầu, thà rằng tự bạo cũng không muốn cầu xin. Cho nên không thể treo thi thể trên tường thành, để thiên tài thành thiên lăng chút giận. Chuông huyền âm mạnh mẽ áp xuống lại bị công kích bực này chấn bay. Thân chuông đầy vết nứt, hoa văn tán loạn, ngọn lửa màu vàng bùng lên, tràn đầy khí tức khủng bố khiến lòng người hãi hùng khiếp đảm. Nó đang không ngừng rung động, giống như sắp nổ tung. Lâm Nhất vừa thoát khỏi sự khống chế ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ hoảng sợ, không kịp nữa, chuông huyền âm này sắp nổ rồi. Nhưng hắn đã mất hết sức lực, hoàn toàn không thể tránh né. Lúc này, một bóng dáng màu đỏ vung cánh nhào vào người hắn. Không, không, không. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng chốc tái nhợt, người cũng không ngừng run rẩy, phát ra tiếng gào tuyệt vọng, muốn ngăn cản. Ầm. Chuông huyền âm nổ tung, nó giống như một mặt trời phát nổ giữa không trung, bộc phát ra năng lượng đáng sợ vô cùng vô tận. Bầu trời đó trở nên cực kỳ nhức mắt, ánh sáng sáng rực, từ cách đó nghìn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ầm. Thiên địa run rẩy, khu vực trong phạm vi nghìn dặm đang tràn đầy sức sống chợt như biến thành một vùng đất chết, không còn chút sinh khí nào. Trong hố sâu, một bóng người lảo đảo đứng lên, người đó là Lâm Nhất, áo quần hắn rách dưới, khuôn mặt đen nhẻm, nhưng hắn chẳng hề để tâm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Trong tầm mắt là rất nhiều đoạn tay chân cụt, trước mắt Lâm Nhất tối sầm, gần như sắp ngã xuống. Thịch, thịch. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng tim đập nên vội vàng lấy lại tinh thần, tập trung nhìn lại. Trong mảnh đá vụn trước mặt có chôn một cái kén máu tựa như trứng rồng, bên trong tràn đầy sức sống, tiếng tim đập vang lên từ đó. Tiểu Hồng. Lâm Nhất vội vàng tiến lên, ôm lấy kén máu rồi lại vội vàng rời đi. Phụt. Mấy người Tần Húc đã lùi lại cả trăm dặm nhưng vẫn bị ảnh hưởng, phun máu bay ngược ra xa, vô cùng chật vật. Đây. Sau khi cố đứng dậy, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mặt, đều sợ đến mức nói không nên lời. Quá đáng sợ. Núi rừng trước đó vẫn tràn đầy sức sống đều đã trở thành một đống đổ nát, không còn chút sinh khí. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì hoàn toàn không thể tin tưởng được. Trần Tử Ngọc xa sầm mặt. Hắn ta không nói một lời, nhanh chóng di chuyển về phía trung tâm. Không lâu sau đó, hắn ta đã đi tới đáy của hố sâu. Vù, vù, vù. Mấy người nhóm Tần Húc đuổi sát theo sau, lần lượt xuất hiện, khi nhìn thấy xương cốt đầy đất, sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Là thân thể của ngựa huyết long, xúc vật này bị nổ tung rồi. Không nhìn thấy thi thể của Lâm Nhất. E rằng xương cốt đã không còn rồi, đáng tiếc túi trữ vật của kiếm nô kia cũng mất, quả hóa yêu và thần thạch tử diệu đều ở bên trong. Dưới sự tô vẽ của con cháu thế gia và đệ tử Tiêu Vân Tông, phong thái của Trần Tử Ngọc trở nên như một vị thần vậy. Bọn họ đều nói Lâm Nhất kia vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Cho rằng ở trên cây luyện yêu dựa vào thiên thời địa lợi đánh lui mọi người là có thể áp đảo tất cả thiên tài của thành thiên lăng, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Nhưng không ai ngờ rằng Trần Tử Ngọc vừa ra tay đã thể hiện phong thái vô địch. Tu vi âm dương viên mãn cùng với ý chí võ đạo hàn băng, sau ba chiêu, kiếm nô kia đã quỳ dưới đất không dậy nổi,
chẳng khác nào một con chó. Rõ ràng là tự rước lấy nhục. Nghe thấy lời đồn đó, không ít thiên tài thành Thiên Lăng tỏ vẻ hả hê, không ngừng giễu cợt Lâm Nhất. Ban đêm, có người nhìn thấy Khuynh Nhược U và một nhóm đệ tử nòng cốt của Tử Nguyệt Động Thiên tiếp kiến Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm trên núi Lạc Thủy. So với thái độ lần trước, thái độ lần này đã khiến rất nhiều người tin tưởng lời đồn Trần Tử Ngọc chém chết Lâm Nhất bằng ba chiêu. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một vài tin đồn lan truyền trong thành Thiên Lăng. Có người nói Lâm Nhất đúng là đã chết. Nhưng hắn không chết trong tay Trần Tử Ngọc, cũng không phải bị đánh bại bằng ba chiêu. Là Trần gia của thành Thiên Lăng triệu hoán bí bảo chuông huyền âm, còn để cường giả bán bộ thiên phách của thế hệ trước đích thân ra tay, dùng chuông huyền âm giết chết Lâm Nhất. Thậm chí cuối cùng chuông huyền âm còn nổ tung, tạo thành sức tàn phá đáng sợ, Lâm Nhất ở sâu bên trong cứ thế bị nổ thành cho bụi. Dù sao hôm đó cũng có khá nhiều võ giả trong mật cảnh kiếm tông, không ít người âm thầm nhìn thấy chân tướng. Nhưng tin tức này vừa truyền ra đã bị trưởng bối Trần gia phản bác, nói rằng cảnh tượng đó là do Lâm Nhất tự bạo. Thậm chí bọn họ còn lấy chuông huyền âm ra, nói rằng chuông này chưa hề bị phá hủy, đều chỉ là nói bừa. Lâm Nhất đã chết, hơn nữa còn chết dưới ba chiêu của Trần Tử Ngọc. Ai dám tung tin đồn nhảm chính là đối đầu với Trần gia, một khi phát hiện sẽ giết chết không tha. Đa số các thiên tài của thành Thiên Lăng cũng đều không tin, nhân vật như Trần Tử Ngọc, cần ba chiêu mới có thể áp đảo Lâm Nhất đã là nể mặt hắn rồi. Dần dần, chuyện này chỉ còn lại một phiên bản. Còn có người nói quá lên là mấy người nhóm Trần Tử Ngọc nổi giận vì Hồng Nhan, vốn muốn giữ lại mạng cho Lâm Nhất, nhưng kiếm nô kia quá cố chấp, không chịu đưa thần thạch tử diệu ra, cho nên bị Trần Tử Ngọc giận dữ giết chết. Dù là ai khi nhắc đến Lâm Nhất cũng tỏ vẻ giễu cợt, châm chọc hắn chỉ là một tên danh con muốn thu hút sự chú ý của Khuynh Nhược U mà thôi. Nhưng hắn quá ngông cuồng, không hề biết rằng thành Thiên Lăng này không phải nơi một tiểu kiếm nô như hắn ra oai. Ba ngày sau, sâu trong núi Thiên Lăng, núi non trùng điệp, bên cạnh một hồ nước lâu đời trên đỉnh núi có một thiếu niên áo xanh đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt hắn rất sắc bén, sâu trong mắt là sự thù hận vô tận. Nhưng sắc mặt của hắn lại tựa như nước mùa thu, không có chút dao động. Bên cạnh hắn là một kén máu tựa như trứng rồng đang nằm im. Hắn chính là Lâm Nhất đã tạo nên sóng gió trong thành Thiên Lăng, hắn đã ngồi ở đây ba ngày rồi. Những hình ảnh ba ngày trước không ngừng hiện lên trong đầu hắn, lời nói của những người đó cũng liên tục vang vọng bên tai hắn. Lâm Nhất, ngươi đừng trách bọn ta, chỉ có thể trách ngươi không có bối cảnh, chúng ta làm trái quy tắc thì sao? Ai bảo ngươi chỉ là một kiếm nô, muốn thì giết thôi. Ngươi là một kẻ sắp chết, lão phu không ngại cho ngươi biết tục danh. Quỳ xuống làm chó cho ta, có lẽ Trần Mỗ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dáng vẻ kiêu căng càn quấy, mặt dày vô liêm sỉ của những người đó không ngừng hiện lên trước mắt Lâm Nhất. Nhưng khác với cảm giác tức giận ngày đó, bây giờ hắn bình tĩnh lạ thường, có điều khi nhìn sang kén máu bên cạnh. Sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trả mối thù này. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, giống như đang nói một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lời nói của hắn khiến mặt hồ trước mặt như đóng băng. Hắn ngồi như thế ba ngày không phải đang ngây người. Hắn chỉ muốn kìm nén cơn tức trong lòng, giấu đi sự căm thù. Vì sự tức giận và căm thù không thể giúp hắn trả thù. Chỉ khi tỉnh táo mới có thể thành công. Với tâm lý khác xa người bình thường của hắn, đã ba ngày rồi nhưng lửa giận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, có thể tưởng tượng ra sự thù hận của Lâm Nhất đáng sợ đến mức nào. Bây giờ phải đột phá âm dương, không ai trong thất tú Thiên Lăng được chạy thoát. Lâm Nhất lạnh lùng nói với nét mặt u ám. Việc cấp bách bây giờ chính là đột phá cảnh giới âm dương, để tu vi và cảnh giới của hắn lột xác. Không đột phá âm dương, khi đối mặt với bán bộ thiên phách, hắn luôn cảm thấy rất áp lực, không thể chống lại. Một khi đột phá lên cảnh giới âm dương, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đạt tới cấp độ trước giờ chưa từng có. Hắn có Tử Diên kiếm quyết, khi đạt đến cảnh giới âm dương sẽ thể hiện mức độ đáng sợ của nó, hắn mới có thể áp đảo được mấy người nhóm Trần Tử Ngọc. Chỉ khi đột phá âm dương,
võ hồn của Trúc Long và cùng kỳ mới có thể thức tỉnh năng lực thiên phú chân chính. Bá kiếm, đạn chỉ thần kiếm, thương long cửu biến, đại phong kình và trần quang kiếm pháp đều đã đạt tới bình cảnh, không đột phá âm dương sẽ rất khó phá vỡ những ràng buộc này. Hắn vỗ nhẹ lên túi chữ vật, hai viên thiên tinh châu xuất hiện. Ánh sao lập tức bùng lên, linh khí dồi dào tuôn trào như bão lũ, quanh người Lâm Nhất tràn ngập năng lượng đáng sợ như sóng biển ngập trời. Đó là tinh nguyên được tinh quân ngưng luyện trực tiếp từ sao trời, nó cực kỳ cô đọng, mạnh hơn gấp 10 lần so với linh khí bao phủ trong thiên địa. Tử Diên kiếm quyết. Lâm Nhất nhẩm niệm, hào quang màu bạc bên dưới phát sáng, lại thêm một đóa hoa tử diên màu bạc nở rộ. Khi tử diên kiếm quyết được vận chuyển, tinh nguyên hùng hậu liên tục chảy vào trong cơ thể Lâm Nhất, quần áo của hắn không gió mà bay phần phật, trong lúc mơ hồ những đường long văn dữ tợn trên da hắn cũng đang ngọ nguậy không ngừng. Cảnh giới của Lâm Nhất đang dừng ở Dương Huyền đỉnh phong, nếu là người thường thì đã đủ tư cách đột phá cảnh giới âm dương, thậm chí còn cao hơn nữa. Nhưng hắn vẫn không hành động, bởi vì căn cơ của hắn quá mạnh và vững chắc. Ở cảnh giới Dương Huyền hắn đã có thể địch lại cao thủ cảnh giới âm dương. Khác với những gì người ngoài nghĩ, nếu chỉ dựa vào kiếm ý, hắn biết rõ hơn ai hết, chân nguyên mà Tử Diên kiếm quyết cô đọng hoàn toàn không phải người ngoài có thể so sánh. Ngay cả những kẻ được gọi là thất tú thiên lăng cũng không thể so sánh. Chân nguyên của hắn quá đáng sợ, hoặc phải nói là Tử Diên kiếm quyết của thời thượng cổ hoàng kim quá tuyệt vời. Đến mức bình cảnh cảnh giới âm dương của hắn cũng khó đột phá như một ngọn núi cao. Nếu như đột phá thất bại, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng, đương nhiên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này hắn chuẩn bị hai viên thiên tinh châu và hai quả hóa yêu, vì thế cần phải liều một phen. Trong lòng hắn có một nỗi hận không cách nào tan biến cùng với cơn giận tột cùng cần trút ra ngoài. Hắn không có đường lui, hắn chỉ có thể liều. Vô số khí tinh nguyên điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lâm Nhất, người hắn nóng rang, nhiệt độ truyền xuống khiến mặt đất lập tức trở nên nóng rực, chuyển sang một màu đỏ. Xì xì. Trước nhiệt độ này, hồ nước cách đó không xa bốc lên hơi nóng màu trắng nhạt tựa như xương trắng. Hắn hấp thu quá nhiều lực lượng tinh nguyên, vượt xa những nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ. Hắn như một cái lò lửa. Hơi nóng tỏa ra từ trong cơ thể dường như có thể khiến cả hồ nước bốc hơi. Cảm nhận được nhiệt độ trong người mình, Lâm Nhất không hề hoảng hốt, đã đoán trước được. Hai viên thiên tinh châu luyện hóa cùng một lúc, không xảy ra dị tượng như thế mới gọi là chuyện kỳ lạ. Khi nhiệt độ tăng lên không ngừng, hắn chợt nhẩm niệm, long văn ngọ nguậy trên da phát ra ánh hào quang rực rỡ. Chiến thể thương long. Nếu chưa tu luyện thành công thương long cửu biến, Lâm Nhất không dám to gan luyện hóa hai viên thiên tinh châu cùng một lúc. Thiên tinh châu, đó là dị bảo mà ngay cả cao thủ thiên phách cũng phải cẩn thận luyện hóa. Nhưng nó lại bị Lâm Nhất dùng để đột phá cảnh giới âm dương, có thể tưởng tượng được bình cảnh mà hắn cần đột phá đáng sợ đến mức nào. Thời gian dần trôi qua, khi một số lượng lớn tinh nguyên thuần túy chảy vào cơ thể, vùng tử phủ của hắn phân hóa thành hai loại dịch thể chân nguyên có thuộc tính khác nhau. Chậm rãi thôi động như cối xoay. Keng, keng, keng. Mỗi lần dao động sẽ phát ra dư chấn kinh thiên động địa, hoa tử diên chấn áp nguồn năng lượng vô tận này cũng chấn động, phát ra tiếng kiếm to rõ. Trong nháy mắt đã hai ngày trôi qua. Hai loại chân nguyên thuộc tính âm dương chậm rãi dung hợp với nhau dưới sự thôi động của tinh nguyên. Không thể nói là thành công một cách suôn sẻ như nước chảy mây trôi, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió. Không có động tĩnh gì. Nhưng nếu cứ chậm chạp như thế thì không biết sẽ mất thêm bao lâu. Thời gian càng dài càng dễ thay đổi, Lâm Nhất biết phải cần có một đòn quyết định, đột phá theo cách cuồng bạo chân chính. Hắn phải dùng quả hóa yêu để dứt khoát đột phá âm dương. Lâm Nhất có 3 quả hóa yêu, một quả có 9 tia huyết quang, một quả có 8 tia huyết quang, quả còn lại thì có 6 tia huyết quang. Quả hóa yêu có 9 tia huyết quang là quý nhất, Lâm Nhất không định sử dụng cho bản thân mình mà để nó cho ngựa huyết long. Cái mạng này của hắn là do ngựa huyết long cứu. Khi chuông huyền âm sắp phát nổ, chính ngựa huyết long đã lao tới cứu hắn. Hắn muốn giữ quả hóa yêu quý nhất này lại để cho Tiểu Hồng, khi nào nó tỉnh sẽ đưa cho nó.
hai quả hóa yêu cũng đủ để hắn đột phá cảnh giới âm dương. Nhưng Lâm Nhất không hề nóng vội. Hai loại dịch thể chân nguyên có thuộc tính âm dương khác nhau ở vùng tử phủ cô đọng, nặng nề như có thực thể, nó vẫn đang chuyển động một cách chậm rãi. Đây là hiện tượng chúng đang dung hợp, một khi chúng dung hợp hoàn toàn thì Lâm Nhất cũng đạt tới cảnh giới âm dương. Căn cơ của hắn mạnh đến mức khiến tốc độ dung hợp khá chậm, trong lúc dung hợp còn có sóng năng lượng dao động kịch liệt. Mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy cối xay thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, tựa như vùng không gian tối tăm phát ra một tia sáng rực rỡ, trông kinh khủng và đáng sợ. May mà trên cối xay có một đóa hoa. Mỗi khi năng lượng đáng sợ sắp tràn ra ngoài, cánh hoa sẽ dao động phát ra tiếng kiếm, mạnh mẽ chấn áp nó, giúp cối xay không bị nứt toạc, đảm bảo vẫn luôn trong trạng thái dung hợp. Ở phía sau cối xay, trong bóng tối vô tận, hai võ hồn cùng kỳ và Trúc Long đang yên tĩnh bay lượn vòng quanh. Trên người chúng quanh quẩn chín tia huyền quang, khi được hai viên thiên tinh châu cung cấp, hai hung hồn này không ngừng mạnh lên, đạt tới cấp huyền cửu phẩm kinh khủng. Hễ là yêu nghiệt thiên tài lúc thăng lên âm dương đều sẽ cực kỳ chú ý đến phẩm cấp của võ hồn, ít nhất cũng phải là cấp huyền bát phẩm. Nhưng Lâm Nhất lại không thỏa mãn, hắn đang đợi hai hung hồn này thăng lên cấp địa, sau đó dứt khoát một lần, đột phá âm dương. Hắn có thể cảm giác được, không lâu nữa hai hung hồn đó sẽ có thể đạt đến cấp địa. Dù sao cũng là hai mảnh thiên tinh châu, một trong số đó còn là của tinh quân thời thượng cổ để lại. Tạo hóa như vậy đặt khắp cổ vực Nam Hoa cũng ít ai có được. Thăng lên cấp địa dễ như bỡn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chín luồng huyền quang trên người hai hung hồn không ngừng hợp lại với nhau. Đợi khi nó hoàn toàn co rút vào trong cơ thể, huyền quang trên người chúng không ngừng chuyển động, giống như chốc kèn ánh sáng sắp phá vỡ. Răng rắc. Chốc lát sau, huyền quang hoàn toàn biến mất, có tiếng nổ gầm bùng lên từ trong cơ thể hung hồn. Trong uy áp đáng sợ, trên người chúng lóe lên ánh sáng bạc lấp lánh chói mắt. Cùng lúc đó, Trúc Long và Cùng Kỳ đạt tới độ dài 7 trượng, khí tức xa xưa trong cơ thể trở nên dày nặng hơn. Đây chính là võ hồn cấp địa sao? Trong lòng Lâm Nhất cực kỳ chấn động. Thông thường mà nói, võ hồn chia làm 3 loại, loại thứ nhất là võ hồn thú, chính là các loại yêu thú, loại thứ hai là võ hồn khí, chính là các loại binh khí. Loại thứ ba là võ hồn năng lượng, hoặc là băng, hoặc là lửa, hoặc là nước. Trừ những loại đó ra, còn có võ hồn cực kỳ hiếm, đó là một dị tượng, hoặc là ánh trăng minh mang, hoặc một ánh nắng mặt trời. Một khi có võ hồn biến dị như thế chắc chắn sẽ trở thành thiên tài cái thế. Đương nhiên dị võ hồn không thường thấy, chủ yếu vẫn là ba loại trước. Cũng có một số dị võ hồn chỉ là một cây cỏ nhỏ, hoặc một hạt bụi. Những thứ đó thường được gọi là phế võ hồn. Người có phế võ hồn thường thiên phú căn cốt sẽ rất tệ, rất khó đi xa trên con đường võ đạo. Về năng lực mà võ hồn mang đến, võ hồn thú thông thường có thể khiến võ giả hóa thú, võ hồn khí có thể tăng cường lĩnh ngộ về binh khí, võ hồn băng, lửa các loại thì có thể giúp võ giả thức tỉnh và cường hóa ý chí võ đạo của bản thân. Võ hồn của Lâm Nhất rất kỳ lạ, không phải hung thú thái cổ chân chính. Trúc Long và Cùng Kỳ đều là hồn phách của hung thú. Hắn lại cực kỳ mong chờ, sau khi đột phá âm dương, hai hung hồn này sẽ thức tỉnh năng lực gì. Tốt xấu gì cũng là hung hồn thái cổ, năng lực thiên phú thức tỉnh cũng không thể nào quá tầm thường. Nên giải quyết dứt khoát rồi. Lâm Nhất đứng trong tinh nguyên dồi dào, sắc mặt nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Hai quả hóa yêu bay ra khỏi túi trữ vật, Lâm Nhất há miệng hút tới. Lập tức nuốt nó vào. Khi quả hóa yêu đi vào bụng, toàn thân Lâm Nhất đột nhiên bùng lên huyết diễm cuồn cuộn, huyết diễm đó khiến quần áo bên ngoài cơ thể hắn bỗng chốc bị thiêu đốt thành tro. Da rẻ hắn đỏ bừng, cả xác thịt giống như sắp hòa tan vậy. 13 đường long văn ở ngoài cơ thể nó vô cùng dữ tợn, không ngừng chuyển động, bừng sáng lấp lánh, giống như ký hiệu khắc trên đồ đồng cổ xưa phát sáng lấp lánh. Trong lúc long văn chuyển động, thương long không ngừng gầm lên, dùng yêu uy đáng sợ trấn áp sự nóng cháy khi huyết diễm thiêu đốt cơ thể. Đây là cảnh tượng khá hung hiểm, trong giây phút vừa rồi, xác thịt của hắn gần như đã hóa thành tro tàn. Người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.
Nào có ai lớn gan dám nuốt hai quả hóa yêu như vậy, đúng là không tiếc mạng sống. Nhưng Lâm Nhất đã luyện chiến thể thương long, chung quy cũng chống chọi được, lập tức có lợi ích vô tận kéo tới. Đĩa xoay âm dương đang chậm rãi chuyển động ở tử phủ bỗng điên cuồng xoay tròn như đồng hồ được vặn chạy nhanh, như quạt gió xoay vòng. Tốc độ chạy quá nhanh, đĩa xoay kết dính không ngừng xuất hiện khe nứt, cứ như khe nứt dung nham, có năng lượng đáng sợ tản ra. Đĩa xoay âm dương mơ hồ như sắp nứt ra. Nếu nó thật sự nứt ra, hậu quả không thể tưởng tượng được. Lâm Nhất có 9 cái mạng cũng sẽ bị nổ tung thành mảnh vụn, không còn xương cốt. Chết tiệt, quả hóa yêu mạnh quá. Trong lòng Lâm Nhất lập tức kinh hoàng, sức mạnh giải quyết dứt khoát của quả hóa yêu có chút vượt ngoài sức tưởng tượng. Đĩa xoay âm dương sắp mất khống chế, hoa tử diên do tử diên kiếm quyết diễn hóa thành cũng không chấn áp nổi, cả tử phủ như sắp đổ sụp. Ngay lúc đĩa xoay sắp tan nát hoàn toàn, huyết diễm trên người hắn đột nhiên suy giảm, da rẻ đỏ bừng của hắn cũng dần trở lại bình thường. Đúng lúc này, sức mạnh của hai quả hóa yêu đã tiêu hao hết, bị xác thịt nuốt chửng hoàn toàn. Sự xáo động trong cơ thể hắn lặng lẽ giảm bớt, kèm theo đó ngọn lửa màu máu dần dần dịu đi, giai đoạn nguy hiểm nhất đã thuận lợi đi qua trong lặng lẽ. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn. May là chịu được sức tấn công mạnh mẽ của quả hóa yêu. Cứ tiếp tục như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Huyết long mã dường như vẫn đang dõi theo, nếu hắn luyện hóa quả hóa yêu có 9 tia huyết quang đó thì có lẽ trên thế gian đã không còn Lâm Nhất. Phụt! Một lúc lâu sau, khi nguyên dịch trong đĩa xoay hoàn toàn dung hợp, hai tay khép chặt của Lâm Nhất bỗng nhiên dạng rộng. Trong mơ hồ có phong lôi lướt qua. Không khí trước mặt hắn không ngừng nổ ầm ầm trong khoảnh khắc ấy, phát ra tiếng động đinh tai trầm thấp. Cùng lúc đó, trong không gian bị ẩn nơi tử phủ của Lâm Nhất, hung hồn Thái Cổ Trúc Long cũng mở hai mắt ra. Mắt Trúc Long. Khi hai mắt Trúc Long mở ra, có tiếng thở dài xa xưa vang vọng trong đầu Lâm Nhất. Trong nháy mắt, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay. Sâu trong mắt hắn có ánh nến lay động, chậm rãi bốc cháy. Vù. Trong phút chốc ánh nến thiêu đốt, đất trời bỗng tối sầm lại, trong bóng tối chỉ có ánh nến trong hai mắt hắn tỏa ra tia sáng. Thế giới rõ ràng trở nên tối tăm, nhưng mắt hắn lại rõ hơn bao giờ hết, lập tức nhìn thấu mọi thứ hư thực. Thế giới trước mặt hắn dường như được vén lớp sa mỏng lên, những gì mắt thường nhìn thấy trước kia đều là xem hoa trong sương mù. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng chấn động, trong bóng tối, hắn dường như thấy rõ từng hạt bụi. Trong vòng 100 mét, những chốc vòi của con kiến trong lớp cỏ xanh trên mặt đất đều có thể đếm được. Thật không thể tin được, thế này mà giao đấu với người khác, có lẽ bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào trên đời này đều có thể bị nhìn thấu ngay lập tức. Xoẹt, xoẹt. Khi hắn đang đắm chìm trong đó, ánh nến trong mắt dần dần dập tắt. Hai mắt Lâm Nhất hơi đau, cảnh tượng trước mắt hồi phục bình thường, nhưng lại không quen lắm. Sức mạnh cùng kỳ. Ánh nến vừa tắt, trong không gian bí ẩn nơi tử phủ đó, hung hồn Thái Cổ cùng kỳ phát ra tiếng rít gào. Trong sự rít gào, sức mạnh thương long trong cơ thể hắn cũng run rẩy sợ hãi, đồng thời nhanh chóng bốc cháy. Răng rắc. Năm ngón tay Lâm Nhất khép lại, bắp thịt cuồn cuộn, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh hơn trước kia gấp 10 lần, giống như nước sông dâng tràn ra ngoài từ mỗi tế bào trên cơ thể. Đợi năm ngón tay hoàn toàn khép lại, Lâm Nhất tung ra một quyền. Không khí bao la trước mặt hắn lại lập tức ngưng tụ dưới quyền mang, bị nén thành một vòng xoáy màu đen. Dường như hư không cũng nứt ra, Lâm Nhất ngửa đầu lên trời quát lớn, đánh bay lốc xoáy màu đen. Lốc xoáy đáng sợ biến mất trước mặt Lâm Nhất nhanh như chớp, ngay lúc hắn đang nghi hoặc, cách đó mấy nghìn mét, một ngọn núi lập tức đổ sụp. Thế này. Khóe miệng Lâm Nhất co giật. Sức mạnh này thật dũng mãnh, e rằng nhân vật đáng sợ cảnh giới bán bộ thiên phách cũng phải bị thương nặng ngay lập tức. Dầm. Giây lát sau, sự mệt mỏi vô tận dâng lên, tứ chi Lâm Nhất rã rời, lập tức ngã xuống đất. Toàn thân hắn mềm nhũn, không còn sức lực để bò dậy. Hậu di chứng của sức mạnh cùng kỳ so với mắt Trúc Long quả thật mạnh hơn quá nhiều. Hắn trở mình, nhìn bầu trời màu xanh thẳm, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
không ngừng thở hổn hển, nhưng khóe miệng hắn nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Đám hỗn tạp thành Thiên Lăng cứ đợi đấy cho ta, ai cũng không bỏ sót. Mắt Trúc Long, sức mạnh cùng kỳ. Năng lực sau khi thức tỉnh của hai võ hồn mang lại niềm kinh ngạc quá lớn cho Lâm Nhất, đúng là vượt ngoài dự liệu. Nhưng lợi ích của đột phá âm dương cũng mới chỉ lộ ra một góc núi băng, chân nguyên của hắn cũng thay ra đổi thịt, tăng vọt gấp mấy lần. Sau hai canh giờ, Lâm Nhất ở bên hồ khôi phục sức lực, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà thâm sâu, không tùy tiện hành động, theo lửa giận trong lòng mà thẳng một đường giết đến thành Thiên Lăng thì vẫn chưa đủ. Vẻ mặt Lâm Nhất dần trở nên dữ tợn, trong đôi mắt sâu sắc của hắn dâng lên sát ý. Hoặc là không ra tay, một khi ra tay, thất tú Thiên Lăng đều phải chết, không trở lại một ai. Bây giờ tu vi hắn đã đạt đến cảnh giới âm dương tiểu thành, bá kiếm và đạn chỉ thần kiếm cũng phải tu luyện một phen. Cửu thức bá kiếm, mỗi lần tu luyện thành công một thức, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng vọt rất nhiều. Nhưng kiếm pháp như vậy quá bá đạo, nhiều lúc không phải tham ngộ thấu đáo là có thể tu luyện, tu vi cũng phải theo kịp. Trước kia, hắn chỉ có thể ba chiêu trước, nhưng đột phá âm dương rồi thì khác. Còn đạn chỉ thần kiếm, đó là bí thuật Tử Diên kiếm thánh để lại, tổng cộng có 5 cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất ngưng tụ thành quang, búng tay sát thương người. Cảnh giới thứ hai kinh hãi trong nháy mắt, kiếm vô hư phát. Cảnh giới thứ ba 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Cảnh giới thứ tư nhất chỉ đỉnh phong, trời long đất lở. Cảnh giới thứ năm một cái búng tay, tinh tú rơi xuống. Bây giờ Lâm Nhất đang ở cảnh giới thứ hai, kinh hãi trong nháy mắt, kiếm vô hư phát. Với tu vi của hắn hiện tại, đột phá lên cảnh giới thứ ba 10 ngón tay nối với tim là chuyện vô cùng dễ dàng. Tu luyện bá kiếm trước, sau đó tu luyện đạn chỉ thần kiếm. Chỉ chớp mắt, Lâm Nhất đã ra quyết định, không lãng phí thời gian nữa. Chín thức của bá kiếm lần lượt là bôn lôi trảm điện, kinh hồng phá nhật, tinh thần đại bạo, chiêu dương phá hiểu, huyết chấn sơn hà, hoành đoạn thái a, vô lượng chi quang, thiên thu vạn thế và độc bá thiên hạ. Mỗi một thức trong đó đều có thể gọi là sát chiêu vô địch. Chỉ cần xuất chiêu là có thể đạt được năng lực thạch phá kinh thiên, nghịch chuyển chiến cục. Trước mắt Lâm Nhất chỉ mới tu luyện 3 chiêu, có nhận thức sâu sắc về uy lực của bá kiếm, một chiêu của nó chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Tinh thần đại bạo đã đáng sợ vô cùng, đến kiếm thứ tư chiêu dương phá hiểu, uy lực chắc chắn sẽ còn hung hãn hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể nắm giữ chân ý trong đó, nếu không chi bằng không tu luyện. Vù. Thân hình Lâm Nhất lóe lên, đáp xuống trung tâm hồ nước trong dãy núi, vẫy tay, táng hoa lập tức xuất hiện trong tay. Chiêu dương phá hiểu. Chiêu dương phá hiểu cũng không khó lý giải, nghĩa cũng như tên, ý chỉ trong bóng tối cuối cùng trước khi ánh mặt trời ló dạng, lan tỏa ánh sáng bình minh khắp thế gian. Suy nghĩ sau chốc lát, Lâm Nhất rút kiếm khỏi vỏ. Hắn cầm táng hoa đứng giữa hồ nước, diễn luyện hết lần này đến lần khác. Hắn muốn tìm cảm giác của chiêu dương phá hiểu, không chỉ đơn giản làm dập khuôn, phải tìm được chân ý trong đó mới được. Một lần, hai lần, ba lần, Lâm Nhất cầm kiếm, không ngừng múa may. Trên mặt hồ rộng rãi, thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lánh như ánh mặt trời rải xuống, cả mặt hồ đầy sóng ánh sáng lăn tăn, giống như biển rộng vô biên, cực kỳ tráng lệ. Sau hơn 100.000 lần diễn luyện, trên người hắn lan tràn uy lực của bá kiếm. Đến nỗi hồ nước mênh mang sôi trào không khác nào dừng lại. Sai rồi, dùng sức quá mạnh, kiếm này là ánh mặt trời mới lên, không phải ánh nắng gắt buổi trưa. Vẫn không đúng, không có luồng nhuệ khí đó, ánh mặt trời mạnh mẽ đến thế nào, dùng sức của mình phá vỡ bóng tối trên thế gian. Trong kiếm pháp, sao lại không thể hiện được chút nào? Lại sai rồi, bóng tối quá khuếch đại, chiêu này khác biệt rất lớn với bôn lôi trảm điện. Không cần dùng kiếm ý diễn hóa bóng tối mênh mang. Tu luyện kiếm pháp là chuyện khá khô khan, nhất là kiếm pháp cao thâm. Trừ đơn điệu ra, còn phải tự mình phủ định hết lần này đến lần khác, đau khổ hơn tưởng tượng của người ngoài nhiều. Nhưng với Lâm Nhất mà nói, hắn hoàn toàn quên mình, chìm đắm vào trong đó, hoàn toàn không thể dứt ra. Ngộ tính của hắn hơn người, bất cứ võ kỹ công pháp nào đều nhìn qua là không quên, đọc thuộc trôi chảy.
Người khác tu luyện cần mấy ngày mấy tháng, vào tay hắn là có thể đạt đến đại thành một cách dễ dàng, không tốn bao nhiêu công sức là có thể đạt đến đỉnh phong viên mãn. Cho dù là bá kiếm, nếu chỉ truy cầu đại thành thì đối với Lâm Nhất mà nói không khó đến vậy. Nhưng điều hắn muốn là nắm giữ được chân ý, tu luyện đến viên mãn đỉnh phong, thậm chí là hóa cảnh. 3 ngày sau, Lâm Nhất trải qua muôn nghìn lần tập luyện, một kiếm chém ra. Trên người hắn bỗng dâng lên ánh sáng rực rỡ, một luồng kiếm thế không thể địch nổi xông thẳng lên trời. Kiếm táng hoa trong tay hắn chém ra một vầng sáng mặt trời màu đỏ lửa, đập mạnh xuống mặt hồ. Ầm. Mặt hồ lập tức chia 5 x 7, ngay sau đó nổ tung thành một cái hố khổng lồ. Hố sâu như vực thẳm, nước hồ xung quanh không ngừng tràn vào đó, kiếm ý lượn lờ không tan hình thành vòng xoáy rồi rào trong hố. Ầm. Đợi đến khi vòng xoáy đó hoàn toàn chuyển động, một vòi rồng nước cao nghìn trượng bay vút lên trời, dường như sắp chọc thủng mây xanh. Nhẹ nhàng quá thì phải. Lâm Nhất cầm kiếm khẽ giọng lẩm bẩm, một kiếm này quả thật có chút nhẹ nhàng, uy lực chỉ mạnh bằng 8 thành tinh thần đại bạo. Nếu là kiếm pháp tầm thường, mạnh bằng 5 thành đã coi như cực kỳ lợi hại, nhưng đây là bá kiếm, không tăng gấp bội nghĩa là thất bại. Chiêu Dương phá hiểu, cái cần phá là bóng tối vô biên, là bóng tối mênh mông vô bờ. Chỉ với trình độ này thì làm sao để phá, e rằng chỉ nháy mắt đã bị bóng tối nuốt chửng. Lâm Nhất lắc đầu, vòi rồng nước chậm rãi rơi xuống, hố khổng lồ trong mặt hồ cũng bị lấp đầy trở lại. Giống như lời hắn nói, kiếm mang hoàn toàn bị bóng tối vùi lấp, không còn sức sống, ánh sáng lóe lên rồi tắt. Không điên cuồng thì không thành công. Muốn phá vỡ bóng tối của thế gian thì phải điên cuồng thành ma, phải dốc hết sức, phải bất chấp sống chết, nếu không thì lấy gì để đấu với người khác. Lâm Nhất lại xuất kiếm lần nữa, cảm xúc của hắn, phần nộ của hắn, nhiệt huyết của hắn, điên cuồng của hắn đều tập trung hết vào một kiếm này. Xoẹt! Đợi kiếm thế dâng lên đến cực hạn, trên người Lâm Nhất bỗng bùng lên ngọn lửa cháy rực, hắn giống như một quả cầu lửa khổng lồ rực cháy. Tỏa sáng tỏa nhiệt, cũng đang thiêu đốt bản thân mình. Khí phách ấy và vẻ dữ tợn trên mặt khiến Lâm Nhất trông có vẻ như kẻ điên luyện kiếm thành ma vậy. Ánh mặt trời như lửa, điên cuồng thành ma. Kiếm quang chém xuống, một kiếm này không chém ra ánh mặt trời chói mắt, chỉ có một đường kiếm quang lửa điên cuồng thành ma. Ánh lửa ấy quá chói mắt, không những là yêu tà trên thế gian, mà ngay cả cát bụi trong không khí và sinh linh vạn vật đều bị thiêu đốt đến run rẩy. Ục ục. Mặt nước bốc lên khí nóng hầm hập, dưới khí nóng đó là một tầng ánh sáng chói mắt, cúi đầu nhìn tựa như tiên cảnh trong mây. Đợi đến khi mây mù tan đi, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, khóe miệng mới lộ ra nụ cười hài lòng. Mặt nước phẳng lặng trông như không có gợn sóng nào, không hề có gì khác lạ, thậm chí trong lòng còn nghi hoặc, vì sao một kiếm điên cuồng thành ma ấy trông như không có chút uy lực nào. Chỉ có người cực kỳ tinh tế mới phát hiện, mặt nước hồ vạn trượng này đã hạ xuống 3 tấc dưới một kiếm ấy, nhưng vì ảnh hưởng đến cả hồ nước nên mới trông như không có gì xảy ra. Sức mạnh thế này nếu có kiếm uy thương long tăng cường, e rằng uy lực sẽ đáng sợ hơn nữa. Đến lúc tu luyện đạn chỉ thần kiếm rồi. Lâm Nhất thầm nghĩ, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trong dãy núi Thiên Lăng, Lâm Nhất tu luyện mọi lúc. Hắn đột phá âm dương, thực lực tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tu vi nâng lên cảnh giới âm dương tiểu thành, không những là thức tỉnh võ hồn, tầm mắt của hắn cũng được mở rộng. Những gông xiềng hạn chế tu vi trước kia đều bị phá vỡ, trần quang kiếm pháp, đại phong kình, thất sát quyền và bá kiếm, đạn chỉ thần kiếm tu luyện trọng điểm đang tiến bộ vượt bậc, tăng lên từng ngày. Mấy ngày sau, vẫn là hồ nước đó. Mực nước hồ vẫn không cao lên, nhưng chỉ có người cực kỳ tinh tế mới phát hiện ra sự ảo diệu trong đó. Lâm Nhất nhắm mắt ngồi khoanh chân, 10 ngón tay của hắn không biết đã trở nên trong veo như tử ngọc từ lúc nào. Mọi thứ nhỏ bé nhất đều hiện ra, nhưng lại không nhìn thấy màu máu. Ngón tay xinh đẹp như ngọc đó khẽ gõ vào mặt hồ, phát ra kiếm âm trong trẻo êm tai. Tuy nhiên, kiếm âm này có trầm có bổng, theo nhịp gõ của 10 ngón tay, mặt hồ mênh mông bỗng hóa thành một cây đàn cổ. Dưới sự điêu luyện của những ngón tay, nó phát ra thứ âm thanh dễ nghe nhất thế gian. Tính tang, tính tang.
Tốc độ lên xuống của những ngón tay ngày càng chậm, mãi cho đến khi gần như dừng hẳn. Đồng thời, ngay khi hắn rơi xuống, âm thanh cũng trở nên nặng nề hơn. 10 ngón tay nối thẳng đến tim, nặng lòng xiết bao. Núi cao vạn trượng, chẳng bằng lòng này. Xoảng, xoảng, xoảng. Mỗi một lần ngón tay như ngọc lưu ly tím hạ xuống, đều có một cột nước khổng lồ phun trào, hệt như lưỡi dao phát ra ánh sáng tím sộc thẳng lên trời, đánh tan mây mù răng kín bốn phía. 10 ngón tay nối thẳng đến tim, thần kiếm có linh. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Lâm Nhất đột nhiên mở ra. Bàn tay xinh đẹp như ngọc lưu ly tím bất giác phung lên. Một luồng kiếm quang màu tím từ đầu ngón tay bắn ra, mái tóc dài của Lâm Nhất bay phấp phới, vạt áo bồng bềnh trong gió, khuôn mặt vừa tuấn tú vừa thoát tục như yêu ma, duệ khí giữa hai đầu lông mày thỏa sức phóng thích. Xíu, yêu yêu. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, giữa luồng duệ khí đang sộc thẳng lên trời, cả người hắn cũng từ từ bay lên không. Mặt hồ vạn trượng phía dưới đột nhiên tách ra, cứ như có một đôi tay khổng lồ đang cứng rắn xé toạc nó ra, dứt khoát và nhẵn nhụi, nước hồ chảy xiết như dòng thác. Đây chính là uy lực của đạn chỉ thần kiếm cảnh giới thứ ba, chia cắt núi sông trong nháy mắt. Lâm Nhất đánh một trường giữa không trung, gió và sét nổi lên, thân thể hắn mượn lực từ một trường này để phóng thẳng sang bờ bên kia. Bên kia bờ, kén máu vẫn nằm yên ở đó, nhưng tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt, Lâm Nhất có thể cảm nhận được lực sinh mệnh bên trong đang bùng nổ. Hiện tại, Lâm Nhất vẫn không biết trạng thái của Tiểu Hồng như thế nào, nhưng chung quy vẫn tốt hơn trước nhiều. Chắc chắn kén máu sẽ bị phá vỡ, có điều, không biết ngựa huyết long sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Sau khi cất kỹ kén máu, Lâm Nhất phùng ống tay áo như mây lên, ánh mắt hướng về phương xa. Ở nơi cuối tầm mắt hắn có một tòa thành, nó được gọi là Thiên Lăng, thuộc lãnh thổ Lôi Châu, là một trong 7 tòa thành lớn. Đám nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt trong thành không xem ai ra gì, tất cả đều ngông cuồng, ngạo mạn, coi người bên ngoài như con sâu cái kiến. Vụ nổ kinh hoàng kia đã trôi qua được 10 ngày rồi. 10 ngày qua đi trong chớp mắt, nhưng Lâm Nhất lại có cảm giác như đi qua cả một đời. Trải nghiệm thê thảm ngày đó đã cho hắn thấy tận mắt cái gì gọi là vô liêm sỉ thật sự. Yêu nghiệt à, ha ha. Lâm Nhất nhìn phương xa, nhếch miệng cười khẩy. Nụ cười lạnh như băng dường như khiến vạn vật trở nên cô tịch, khí lạnh bao phủ hồ nước, chỉ trong một khoảnh khắc, thậm chí đã ngưng kết thành bông tuyết. Cũng nên đến thành Thiên Lăng một chuyến rồi. Không đợi bóng tối bao trùm khắp núi rừng, thân hình Lâm Nhất lóe lên, thoáng cái biến mất giữa màn đêm mênh mông. 2 ngày sau đó, thành Thiên Lăng, Lạc Thủy Cư. Tại gian biệt viện mà Lâm Nhất dừng chân, hắn thay một bộ đồ trắng, khoác một cái áo choàng trắng, ngồi uống rượu một mình. Hắn đã trở về từ sơn mạch Thiên Lăng được nửa ngày rồi, và hiện tại đang đợi người. Tuy người mà hắn đợi đến muộn, nhưng Lâm Nhất cũng không có vẻ gì gấp gáp, hắn cũng không lo đối phương sẽ tiết lộ thân phận của mình. Sau nửa canh giờ, có một cơn gió thoảng qua, một bóng người xuất hiện và từ từ bước đến đối diện Lâm Nhất. Đó là Lạc Du, được thế nhân biết đến là ông chủ của Lạc Thủy Cư, và cũng là người mà Lâm Nhất đang đợi. Lâm Nhất đến đây là để giết người. Muốn giết người thì đương nhiên phải hỏi tung tích kẻ đó, và hiển nhiên, Lạc Du là một người phù hợp để nghe ngóng tin tức. Dù sao thì ông ta cũng là một nhân vật lớn có thể chủ trì hội đấu giá, thử hỏi trong thành Thiên Lăng có gì mà ông ta không biết chứ. Lạc Du cẩn thận đánh giá Lâm Nhất, trong mắt ông ta lóe lên tia bất ngờ, mãi một lúc lâu sau mới cười nói, ngại quá, có khách quý đến núi Lạc Thủy thượng nhân phải đích thân chiêu đãi, ta làm chân chạy nên có hơi chậm trễ chút. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường. Ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên mà Lạc Thủy Thượng Nhân còn không để vào mắt, vậy mà hôm nay lại đích thân đi chiêu đãi một vị khách quý. Vị khách này quả thật khiến người ta cảm thấy có hơi tò mò. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến hắn, Lâm Nhất chỉ có hơi tò mò một chút thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, thấp giọng nói, Lạc tiên sinh cảm thấy ta rất kỳ quái à. Lạc Du rót cho mình một chén rượu, cười khẽ và nói, không kỳ quái mới là lạ. Toàn bộ thành Thiên Lăng đều cho rằng ngươi đã chết, ta còn cố ý phái người đi thăm dò, tin tức nhận lại cũng khẳng định ngươi đã chết.
nhưng nào ngờ một người chết lại đột ngột xuất hiện, còn muốn đến gặp ta, người nói xem, có kỳ quái hay không? Lâm Nhất thản nhiên cười, nói xem nào, lời đồn kia như thế nào? Muốn nghe thật à? Cứ nói đừng ngại. Tin tức là do Thất Tú Thiên Lăng truyền ra ngoài, bọn họ nói rằng ngươi không xem ai ra gì, muốn càn quét bọn họ. Cuối cùng bị Trần Tử Ngọc dùng ba chiêu đánh bại, thê thảm hệt như một con chó. Nói đến đây, Lạc Du cố ý thăm dò Lâm Nhất, ông ta thấy được trong đôi mắt mông lung của hắn lóe lên một tia sát ý lạnh như băng. Lúc này, trong lòng ông ta đã có vài phần hiểu rõ, bèn cười nói, cũng có một vài lời đồn khác, tuy nhiên đã bị Trần gia phong tỏa. Bọn họ nói rằng người bị cao thủ bán bộ thiên phách dùng chuông huyền âm luyện chết. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc đâu mới là sự thật. Thật giả không quan trọng, quan trọng là ta không chết, vậy là đủ. Lâm Nhất thờ ơ nhìn về phía cái đỉnh ở cạnh linh hồ, nói thẳng ta muốn biết hiện tại bảy người này đang ở đâu. Sát ý thật mạnh. Lạc Du thầm kinh ngạc, tuy đối phương trông rất bình tĩnh, nhưng sát ý ẩn sâu trong mắt thật sự đáng sợ. Ông ta không biết rốt cuộc thiếu niên trước mắt đã trải qua chuyện gì mà có thể lộ ra sát ý khủng bố đến như vậy. Muốn giết người ư, có thể sống được vốn là chuyện không dễ dàng, ta khuyên ngươi chớ có sằng bậy, Lạc Du trầm giọng nói. Ông biết rõ là ông khuyên ta không được. Lâm Nhất trả lời rất đơn giản, nhưng đủ để khiến đối phương không có bất kỳ cơ hội khuyên nhủ nào nữa. Được rồi. Lạc Du thở dài, khẽ nói, hiện tại. Bảy người này phân tán khắp các nơi trong thành, tuy nhiên, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ tụ tập tại núi Lạc Thủy. Ồ! Lâm Nhất khẽ kêu lên một tiếng, có vẻ hơi bất ngờ. Lạc Du trầm ngâm nói, ba thế lực đứng đầu trong chín đại bá chủ là Tử Nguyệt Động Thiên, Bắc Tuyết Sơn Trang và Thiên Yêu Các sẽ tụ họp tại núi Lạc Thủy vào ngày mai. Bọn họ muốn tìm kiếm yêu nghiệt thiên kiêu lần cuối cùng trước khi quần long thịnh yến diễn ra. Một khi nhìn chúng sẽ có tôn giả đỉnh cao đã mở thất phách trực tiếp thu làm đồ đệ để chỉ dạy. À ta đã nhớ, Lâm Nhất giật mình, suýt nữa thì hắn đã quên mất việc này. Khi mật cảnh kiếm tông còn chưa mở ra, việc này đã lan truyền khắp thành Thiên Lăng. Theo như lời đồn, Thất Tú Thiên Lăng cũng vì việc này mà đến. Chín đại thế lực tại cổ vực Nam Hoa phân tán khắp nơi, mỗi người hùng cứ một phương, cùng được xưng là chín đại bá chủ. Tuy nhiên, giữa các bá chủ cũng có sự phân chia cao thấp mạnh yếu. Kẻ mạnh nhất hiển nhiên là Tử Nguyệt Động Thiên, nhưng bất kể là Thiên Yêu Các hay Bắc Tuyết Sơn Trang thì cũng không kém bao nhiêu. Còn sáu thế lực còn lại thì nội tình của bọn họ có chênh lệch khá lớn so với ba thế lực đứng đầu. Ba thế lực lớn tề tụ tại Thiên Lăng, cùng thu đồ đệ, có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn lớn cỡ nào. Còn chưa đến ba. 4 tháng nữa là quần long thịnh yến sẽ diễn ra, nếu được cao thủ thất phách chỉ dạy thì, lợi ích khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết, cao thủ bực này thường sẽ không rảnh đáp lại đám hậu bối, chứ đừng nói chi là kiên nhẫn chỉ dạy. Ngay tại núi Lạc Thủy Hà, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hắn xuyên qua vô số biệt viện của Lạc Thủy cư rồi dừng lại ở núi Lạc Thủy đang ẩn mình trong mây mù. Ngay tại núi Lạc Thủy. Khách quý chính là người của ba đại phái kia ư? Lâm Nhất chợt nhớ đến việc chủ nhân của núi Lạc Thủy đang đích thân tiếp đãi khách quý. Có lẽ, Lạc Du nở một nụ cười thần bí, nói tránh đi. Ông ta không thể tiết lộ quá nhiều về vị đại nhân bí ẩn kia. Đi rồi à? Còn chưa uống được ba chén, sao đi vội vậy? Lạc Du không quay đầu lại, thờ ơ cười và nói, nếu ngày sau ngươi không chết, uống tiếp cũng chẳng muộn. Còn nếu ngươi chết, ta sẽ uống chén rượu thứ ba này ở trước mộ phần của ngươi. Ý ông ta là sẽ đi nhặt xác giúp hắn à? Đa tạ. Lâm Nhất liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói. Đợi ông ta rời khỏi, Lâm Nhất mới tháo hộp đựng kiếm sau lưng xuống, dùng tay phải nâng nó lên, rồi nhẹ nhàng hất lên một cái. Hộp đựng kiếm lộn một vòng giữa không trung, sau đó dựng đứng ở phía đối diện, hệt như một tấm mộ bia. Có bằng lòng uống cùng ta không? Lâm Nhất cười khẽ, rồi giơ chén rượu lên, hướng về phía hộp đựng kiếm, uống một hơi cạn sạch. Một ly rồi lại một ly, Lâm Nhất uống không ngừng. Trước khi giết người, hắn không có thói quen uống rượu, càng không cần dùng rượu để tăng lòng dũng cảm.
hắn chỉ đơn thuần muốn tìm ai đó uống cùng mình mà thôi. Nếu không có ai làm bạn, vậy thì táng hoa cũng được. Đến khi màn đêm buông xuống, rượu đã cạn, Lâm Nhất cầm cái chén khô ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng. Khi tia sáng đầu tiên rơi xuống sân, đôi mắt đang khép chặt của Lâm Nhất bỗng mở ra. Hắn giơ chén rượu lên, rồi đập mạnh xuống, một tiếng chiến ngân vang, hộp đựng kiếm đột ngột bật ra, hằng hà cánh hoa huyết tưởng vi đắm mình trong luồng khí lạnh như băng, lả tả rơi dưới ánh nắng sớm mai. Lâm Nhất duỗi tay, xuyên qua vô số cánh hoa, bắt lấy chuôi kiếm táng hoa. B-O-A-N-G. Rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong cuộn trào khiến những cánh hoa đầy trời bay tán loạn, thân kiếm lóe sáng, dưới ánh nắng sớm càng làm nổi bật vẻ đẹp như mộng ảo, mũi kiếm sắc bén để lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Kiếm tốt. Lâm Nhất thì thầm, dường như kiếm táng hoa hiểu được, nó hưng phấn ngân lên. Hắn lại thản nhiên nói, có bằng lòng cùng ta đi giết người không? Vừa dứt lời, thân kiếm lập tức phát ra hào quang sáng chói, phút chốc, luồng hào quang này khiến cho ánh nắng sớm mai cũng trở nên mờ nhạt. Vậy thì đi thôi. Lâm Nhất nhanh chân rời đi, một người một kiếm tiến thẳng đến núi Lạc Thủy. Ở sườn núi Lạc Thủy có một vùng đất trống cực kỳ rộng lớn. Hôm nay, ba đại bá chủ sẽ tề tụ tại đây. Xây dựng ba cái lôi đài cực lớn, mỗi một cái đều có điểm độc đáo và được bố trí hoàn toàn khác biệt. Lôi đài của Thiên Yêu Các có một bức tượng cao 3 trượng canh giữ. Đó là một bức tượng nửa người nửa yêu, thoạt nhìn rất dữ tợn, rõ ràng là vật chết nhưng lại có sát khí khủng bố vần quanh, hai con mắt bằng đá cực kỳ hung tợn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trăng thì cắm vô số trường kiếm, mỗi nột thanh đều có duệ khí bao phủ. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, trường kiếm liền phát ra tiếng ngân không dứt, kiếm âm lượn lờ, đinh tai nhức óc, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên là kỳ lạ nhất, xung quanh không bố trí gì cả, chỉ có một vầng trăng tím treo trên cao. Nơi đây có quy mô rộng lớn, không biết tụ tập bao nhiêu võ giả, chỉ thấy đông nghìn nghịt, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Thiên Yêu Các, Bắc Tuyết Sơn Trang và Tử Nguyệt Động Thiên đều có cao thủ tọa chấn, mỗi một thế lực đều cực kỳ xem trọng lần thu đồ đệ này. Dù sao thì bảng Long Vân vốn tranh giành Long Vận, tranh giành số mệnh tại cổ vực Nam Hoa. Số mệnh hưng thì tông môn thịnh, số mệnh suy thì tông môn thất bại. Từ xưa đến nay không có ngoại lệ, 9 đại bá chủ đều hy vọng tên của đệ tử nhà mình càng xuất hiện nhiều trên bảng Long Vân càng tốt, tốt nhất là chiếm hết bảng luôn, độc bá Nam Vực. Tất cả các phái đều có cao thủ tỏa chấn, Tử Nguyệt Động Thiên càng cao minh hơn, bọn họ phái Khuynh Nhược U tỏa chấn. Nàng ta mặc một bộ váy dài màu tím, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo xinh đẹp vô biên, phong hoa tuyệt đại. Từ xa nhìn lại khiến lòng người hốt hoảng, chợt cảm thấy mặc cảm, dễ dàng bị vẻ ngoài của nàng ta thuyết phục. Chắc hẳn mọi người đã sớm biết ba thế lực lớn chu du khắp 7 thành trì của Lôi Châu, chiêu mộ người tài. Hiện tại đến thành Thiên Lăng và cũng là thành trì cuối cùng, quy tắc vẫn như cũ, lần chiêu mộ này, bất kể là xuất thân hay thiên phú, chỉ cần chưa đến 25 tuổi thì đều có thể tham gia. Ba lôi đài, vừa ý nhà nào thì chọn nhà đó, người có thể đứng được trên lôi đài, tất có người đưa ra nhận xét với ngươi. Đúng lúc này, có người đứng dậy phát biểu, đó chính là Lạc Du. Ông ta nói tiếp. Hễ là người được ba thế lực lớn lựa chọn thì đều có thể được trưởng lão cấp thiên phách đích thân chỉ dạy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải đứng được trên lôi đài đá, bằng không, tất cả đều là vô ích. Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức sôi trào, ba thế lực lớn đồng thời chiêu mộ, đây chính là chuyện rất hiếm gặp. Nếu không phải quần long thịnh yến chỉ còn 3-4 tháng nữa là bắt đầu, thì với vị thế của ba thế lực lớn, bọn họ chắc chắn không hiện thân cùng một lúc để cướp người. Đơn giản là vì bất đắc dĩ, nếu không tranh thì khác nào để kẻ khác hưởng lợi. Còn về các thế lực khác trong 9 đại bá chủ, vì sao bọn họ không đến? Đơn giản thôi, Tử Nguyệt Động Thiên không cho phép. Lôi Châu là địa bàn của Tử Nguyệt Động Thiên, bọn họ có thể nể mặt Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang, còn những nhà khác thì không cần thiết. Dù sao thì bất kể là Thiên Yêu Các hay Bắc Tuyết Sơn Trang, nội tình cũng không chênh lệch quá lớn so với Tử Nguyệt Động Thiên.
có thể nhảy lên lôi đài à? Dường như cũng không có gì khó, để ta thử xem. Lúc này, trong đám đông có một thanh niên từ từ bước ra. Hắn ta có vẻ ngoài tuấn tú, mi thanh mục tú, thực lực cũng không tầm thường, đã đạt đến tu vi âm dương đại thành, khí tức trên người ngưng tụ, duệ khí sắc bén tản ra giữa hai đầu lông mày. Đó là một nhân tài kiệt xuất, rất có thực lực. Chỉ một cái liếc mắt, rất nhiều người đã đoán được đại khái thực lực của người thanh niên này, ngay lập tức, có vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta. Mọi người cảm thấy rất tò mò, không biết hắn ta sẽ chọn cái lôi đài nào trong số ba cái. Người nọ bay lên trời, hướng về phía lôi đài của Thiên Yêu Các, nhưng vừa đến gần, bức tượng yêu thú kia bỗng sống lại. Giống. Bức tượng hình người đầu thú kia há miệng gào thét, sóng âm hệt như sấm rền, ngay lập tức, cuồng phong bất tận nổi lên, chấn cho nhiều người hộc máu, cực kỳ khó chịu. Giữa không trung, thanh niên thay đổi sắc mặt, nảy sinh ý định lùi bước, nhưng hắn ta vẫn có chút do dự. Tuy nhiên, bức tượng yêu thú lại không hề do dự, nó lắc người một cái, vươn tay vỗ xuống. Rầm. Giữa không trung tuôn ra một luồng xương máu, tên thanh niên kia bị đập thành thịt vụn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cảnh tượng rúng động như thế khiến mọi người hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái nhợt. Những lời mà người kia từng nói dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, nào ngờ, chỉ trong chốc lát, hắn ta đã biến thành người chết. Đồng thời, bọn họ như sực tỉnh khỏi cơn mê, khảo nghiệm của ba thế lực lớn nào phải trò đùa. Đừng nói mấy lời ngu ngốc, nếu không, thứ vứt đi có thể là tính mạng. Đồ vô dụng, tưởng rằng lôi đài của Thiên Yêu Các là nơi mà mèo chó nào cũng leo lên được à? Để ta! Trên sườn núi yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Là Tần Húc. Người vừa phát ra tiếng cười khẩy kia chính là Tần Húc, một trong thất tú thiên lăng. Tần Húc rất ngông cuồng. Há miệng liền gọi người thanh niên khiêu chiến thất bại kia là vô dụng, hắn ta liên tục cười khẩy, một thân duệ khí tùy ý phóng thích, có vài phần ngạo mạn. Không ai dám xem nhẹ hắn ta, càng không ai lên tiếng phản bác. Mỗi một người trong thất tú thiên lăng đều nổi danh ngạo mạn, ương bướng, lại hung hăng ngang ngược, cực kỳ bá đạo, ở thành thiên lăng, bọn họ nói một, không ai dám nói hai. Đám người này vẫn luôn kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Nhưng ở trong thành, danh tiếng của bọn họ rất tốt, bởi vì bọn họ là thất tú thiên lăng, là niềm kiêu hãnh của thành thiên lăng. Thất đại tân tú, mỗi một người đều có thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, chính là những nhân tài kiệt xuất vạn người có một. Không ngờ Tần Húc lại ra mặt sớm như vậy, không có ý định xem xét tình hình à. Đúng rồi, lôi đài của ba thế lực lớn không có cái nào là đơn giản cả, không dễ dàng như vẻ ngoài đâu. Ngẫm lại, người kia chết thảm quá, lại nói, tên Tần Húc này cũng quá tự tin rồi. Ha ha, nhưng hắn là Tần Húc, một khi đã đứng dậy ắt có 10 phần chắc chắn, nhất định sẽ không làm mất mặt thành thiên lăng ta. Tần Húc rất được yêu mến tại thành thiên lăng, trong vô số âm thanh bàn tán, có rất nhiều người ca ngợi hắn ta. Các vị cao tuổi của Tần gia cũng nở nụ cười bình thản, hiện tại chính là cơ hội cho Tần Húc, và cũng là cơ hội của Tần gian. Lâm Nhất đứng trong đám đông, hắn mặc một bộ đồ trắng, mang một cái mặt nạ màu trắng, không vác theo hộp đựng kiếm mà nắm chặt kiếm táng hoa trong tay. Trà trộn giữa đám đông, với vẻ ngoài hiện tại, hắn cũng không quá nổi bật. Nhìn thấy Tần Húc xuất hiện, sát ý lạnh lẽo bộc phát từ trên người Lâm Nhất. Hắn nhớ rất rõ tên này. Ngày đó, Lâm Nhất bị Chuông Huyền Âm trấn áp, tên này tỏ thái độ cực kỳ hống hách, gọi Lâm Nhất là kiếm nô, còn bảo hắn đáng phải chịu nỗi nhục này, chẳng thể trách ai. Tần Húc, người lựa chọn lôi đài nào? Phía sau, trong ba thế lực lớn, có người lên tiếng hỏi. Hiển nhiên bọn họ có để tâm đến thất tú thiên lăng nên đã nhanh chóng nhận ra hắn ta. Tần Húc cười lạnh, trầm ngâm nói, đương nhiên là Thiên Yêu Các. Không có gì nghi ngờ, Tần Húc chắc chắn sẽ lựa chọn Thiên Yêu Các. Trong thất thú thiên lăng hắn ta nổi tiếng nhờ nhục thân mạnh mẽ, võ hồn của hắn ta từ sau khi yêu hóa thì cũng đã trở nên cực kỳ khủng bố, mật cảnh kiếm tông đã được mọi người nắm rõ từ lâu. Lời vừa dứt, Tần Húc vọt người lên không,
bay nhanh như chớp về phía lôi đài có yêu thú thạch điêu đang bảo vệ. Growl. Yêu thú điêu tượng kia lập tức sống dậy, gào lên một tiếng giống giận, từng trận dư âm vang lên. Tần Húc không hoảng không loạn, phía sau lưng hắn ta hiện ra bóng mờ của một con ma viên trông đầy dữ tợn, bất chấp dư âm kia sao động, hắn ta không hề bị ảnh hưởng chút nào. Yêu thú điêu tượng nhào người bay lên, nhanh như chớp tấn công, trưởng mang như ngọn núi ập đến, đè thẳng về phía Tần Húc. Tần Húc không dám lơ là, sắc mặt nghiêm trọng, bàn tay phải nhanh chóng ma hóa, chớp mắt đã phồng lên như cánh tay của yêu ma ma viên. Quỳnh! Hai bàn tay đập mạnh vào nhau giữa không trung, chẳng bên nào thua kém bên nào, phát ra tiếng nổ rung trời. Rầm! Dư âm sao động còn chưa tan đi, yêu thú điêu tượng lại liên tiếp vỗ thêm ba trưởng nữa, mỗi một trưởng đều mang theo luồng khí yêu sát trên người nó, càng khiến cho đòn tấn công này tàn nhẫn hơn gấp mấy lần. Quỳnh ầm ầm! Chớp mắt đã có năm trưởng được vung ra, yêu thú điêu tượng hình người đầu thú kia đã bị bao phủ bởi luồng huyết quang. Trong màn đối đầu khủng khiếp, khóe miệng Tần Húc đã rỉ ra một dòng máu tươi, rõ ràng cuộc kiểm tra này của thiên yêu các còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Ma viên biến. Tần Húc phẫn nộ gào lên, không đợi trưởng thứ 6 đánh xuống, cả cơ thể của hắn ta đã phồng lên, hoàn toàn yêu hóa. Đợi đến khi nhục thân đã hoàn toàn hóa thành ma viên, bàn tay khổng lồ vỗ mạnh xuống, yêu sát trên người yêu thú điêu tượng kia đã bị đánh tan. Từ từ rơi xuống. View. Trước mắt Tần Húc sáng ngời, tranh thủ cơ hội này vội vàng bay người đáp lên lôi đài. Không tệ, chỉ dùng 5 trưởng đã có thể qua được cửa này, rất khá. Bên trong chỗ ghế ngồi của Thiên Yêu Các, có lão giả ngẩng đầu đánh giá Tần Húc, khẽ gật đầu khen ngợi. Nhục thân của Tần Húc đã trở lại bình thường, nghe thấy lời này thì trong lòng bỗng vui sướng như điên. Thấy Tần Húc đã thông qua bài kiểm tra, đám người ngồi kín mít xung quanh lập tức vang lên những tiếng hoan hô vang dội. Chớp mắt, đã có không ít người bước lên phía trước muốn thông qua bài kiểm tra của ba đại thế lực. Đáng tiếc, tỷ lệ thông qua tương đối thấp, thấp đến mức khiến người ta phát run. Hơn nữa hậu quả của những người thất bại trong bài kiểm tra đều rất thê thảm, còn yêu thú thạch điêu kia của thiên yêu các ngang ngược lại vô cùng đáng sợ. Một khi thất bại, nhẹ thì gãy xương nứt gân, nặng thì bị đánh cho nát tươm, chết không toàn thây. Mức độ thảm thiết đủ để khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía. Nhưng ai có thể ngờ được, bài kiểm tra của Bắc Tuyết Sơn Trang còn đáng sợ hơn thế, từng thanh trường kiếm lạnh lẽo dựng thẳng xung quanh lôi đài, phong mang chói lòa, sắc bén vô cùng. Người còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy tiếng kiếm âm vang lên, sau đó như ngọn kinh hồng lướt qua. Lập tức đã bị chém thành hai nửa. Càng đáng sợ hơn là, mức độ mạnh yếu của bài kiểm tra bên phía lôi đài ấy còn có thể được điều chỉnh liên tục dựa theo thực lực của người tham gia. Thực lực càng mạnh thì số trường kiếm bị kích hoạt càng nhiều, lúc đáng sợ nhất phải có đến 9 kiếm đồng thời bay ra, giống như một con tiên mãng trườn ra, kẻ bị tấn công ngay lập tức bị đâm đến toàn thân đầy lỗ. Quỷ dị nhất chính là lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên. Lôi đài bên phía đó duy chỉ có một vầng trăng tím treo trên cao. Có người cực kỳ cẩn thận đi về phía lôi đài đó, trong vô thức đi đến rìa của lôi đài, tự cho rằng mình vẫn hoàn toàn yên ổn. Nhưng trong mắt của tất cả mọi người đã ngập nỗi sợ hãi. Bởi vì người tham gia bài kiểm tra kia, dưới ánh trăng chiếu rọi, mỗi một bước đi là cơ thể lại già thêm 10 tuổi. Đợi đến khi đi được đến rìa của lôi đài thì đã biến thành một ông lão già hơn 100 tuổi. Đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, cứ thế giả đi mà chết nhưng lại không hề phát giác ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vào vầng trăng màu tím kia chỉ thấy nó đã thêm mấy phần yêu dị tà đạo. Dưới lớp mặt na, ánh mắt của Lâm Nhất sáng lên lấp lánh. Ma công phệ huyết ma điển của Lôi Vân Tử có thể nuốt chửng tinh huyết con người chính là được sáng chế ra từ Tử Nguyệt Tâm Kinh. Bây giờ xem ra Tử Nguyệt Tâm Kinh quả nhiên là có chút tà môn. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Tử Nguyệt Động Thiên thì đã không có ai dám xông vào thử nữa, trái lại số người muốn thông qua bài kiểm tra bên phía lôi đài của Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang lại càng lúc càng nhiều. Không bao lâu sau, trong Thất Tú Thiên Lăng lại có mấy người lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Âu Dương Hạo, hắn ta mặc dù là đệ tử của Tiêu Vân Tông nhưng Tiêu Vân Tông chỉ là đại tông hàng đầu của thành Thiên Lăng.
So với chín đại bá chủ thì vẫn còn kém xa, nhất là khi so sánh với ba hạng đầu thì càng chẳng tính là gì. Nếu như hắn ta có thể gia nhập vào ba đại thế lực này, trở thành đệ tử cuối cùng của trưởng lão cấp bậc Thiên Phách, đối với Tiêu Vân Tông mà nói cũng là một việc tốt vô cùng. Trong Thất Tú Thiên Lăng, hắn ta là người đầu tiên mở lời nói muốn giết chết Lâm Nhất, nhưng cũng là người đầu tiên thất bại trong tay Lâm Nhất. Nhìn thì có vẻ bá đạo, nhưng thực chất miệng hùm gan sứa, mắt thấy Lâm Nhất đã giết chết ba vị trưởng lão của Tiêu Vân Tông thì lại chỉ lo cho bản thân mình mà cụp đuôi trốn mất. Sau đó Lâm Nhất bị Chuông Huyền Âm giữ lại thì hắn ta liền nhảy ra vênh váo hống hách, mặt dày mày dạn. Đôi mắt hắn ta rảo hoạt đảo qua đảo lại giữa ba lôi đài, cuối cùng tầm mắt dừng lại bên phía lôi đài của Thiên Yêu Các. Sau khi chống lại được 6 chiêu thì hắn ta liền ói ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hiểm hóc thông qua bài kiểm tra. Sau khi đáp xuống, khẽ gật đầu với Tần Húc, coi như chào hỏi với nhau. Trong một thoáng, mọi người gần như đều vững dạ cho rằng, mặc dù bài kiểm tra của ba đại thế lực khá là hung hiểm, nhưng bài kiểm tra của Thiên Yêu Các chắc chắn là dễ thông qua nhất. Lại một hồi sau, hai huynh đệ Kim Triển và Kim Dực cùng xuất hiện, bọn họ lựa chọn lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trang. Hai người đã động đến 9 thanh trường kiếm, mỗi người thi triển chiêu thức và thủ đoạn của mình, sau một hồi giao đấu, trả giá bằng chút thương nhẹ trên người, cuối cùng bọn họ cũng đã thông qua được bài kiểm tra, bước lên lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trang. Tiếp sau đó, Cổ Dương xuất chiến. Hắn ta cũng giống như huynh đệ Kim gia, lựa chọn lôi đài Bắc Tuyết Sơn Trang, nhưng lại đánh động đến 10 thanh trường kiếm, gây ra từng tràng tiếng hô kinh ngạc. Đúng vào lúc tất cả mọi người đang sợ hãi thay cho hắn ta thì trên người hắn ta bỗng bùng lên một luồng uy áp khủng bố, một thanh trường kiếm được 8 luồng huyền quang quấn xung quanh bỗng treo trên đỉnh đầu hắn ta. Thanh kiếm kia lạnh lẽo như động huyệt, kiếm mang lạnh lẽo, có sát ý sắc bén vô cùng. Một kiếm treo giữa trời, dựa vào kiếm võ hồn huyền cấp bát phẩm mà hắn ta đã chống lại được đòn tấn công của 10 thanh trường kiếm, sau đó đáp xuống lôi đài. Ánh mắt nhà huynh đệ Kim ra lóe lên, hơi lộ vẻ không vui. Hai người bọn họ cũng chỉ kinh động được đến 9 thanh trường kiếm trong trận, mà Cổ Dương này lại có thể khiến 10 thanh kiếm phải xuất ra, rõ ràng là đã áp đảo bọn họ. Quả nhiên như vậy, trên vị trí ngồi của Bắc Tuyết Sơn Trang, ánh mắt của rất nhiều trưởng lão đều đổ về phía Cổ Dương, mặt đầy ý cười, khẽ gật đầu. Có rất nhiều người thầm lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Bọn họ xem đến tận bây giờ coi như đã hiểu ra một chút. Ba đại thế thực này đồng thời thu nhận đồ đệ, khí thế chắc chắn càng nổi trội, cũng có thể coi như một việc trọng đại. Nhưng võ đài này lại giống như đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho Thất Tú Thiên Lăng vậy. Bây giờ 5 người đã thông qua kiểm tra, mà không hề có ngoại lệ, đều là những nhân tài yêu nghiệt trong số Thất Tú Thiên Lăng. Còn về bọn họ, chẳng bất ngờ chút nào, tất cả đều trở thành khán giả, võ đài này chỉ có Thất Tú Thiên Lăng là vai chính. Cuộc kiểm tra vẫn tiếp tục, cảnh tượng càng tàn khốc hơn cũng lại xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Ngươi cũng xứng để đứng chung với ta, cút ra ngoài. Mấy người may mắn thông qua kiểm tra, vừa mới đặt chân được lên lôi đài còn chưa kịp thở một hơi lấy sức thì đám người Tần Húc bên trên lôi đài đã lộ vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên ra tay đánh bay người may mắn thông qua kiểm tra nọ ra khỏi lôi đài. Cả một hàng người thông qua kiểm tra vốn đã bị thương không nhẹ, lại còn bị chúng đòn tấn công nặng như thế, nhẹ thì ngũ tạng nứt toác, nặng thì chết một cách nhục nhã. Nhưng trưởng lão của ba đại thế lực kia lại vẫn mặt lạnh không có chút biểu cảm nào. Hoặc có lẽ, trong mắt bọn họ, đây cũng là một vòng kiểm tra. Người có thể đứng đến cuối cùng trên lôi đài chính là người lọt được vào mắt xanh của bọn họ. Tình huống thê thảm như vậy làm dậy lên làn sóng bàn tán, trong tiếng rì rầm, hai người còn lại của Thất Tú Thiên Lăng là Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc cùng đồng thời bước ra. Hai người này phong thần tuấn lãng, phong thái hiên ngang, bọn họ vừa mới xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt của tất cả mọi người. Trần huynh, ta rất hiếu kỳ. Ta hiếu kỳ rằng huynh sẽ chọn như thế nào. Sở Mộ Viêm ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, khẽ cười nói. Giống như ngươi. Trần Tử Ngọc mỉm cười, thần bí đáp lại. Vậy sao? Lời vừa dứt, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, đợi đến khi bọn họ lại xuất hiện một lần nữa thì đều đã bị ánh trăng màu tím kia bao trùm.
Quả nhiên, hai người tâm cao khí ngạo này đều lựa chọn Tử Nguyệt Động Thiên. Hiện trường bỗng chốc trở nên căng thẳng, vị trí lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên quỷ dị vô cùng. Trước đó ấn tượng về cảnh một người sống sờ sờ mà bị chết già ngay trước mắt mọi người đến giờ vẫn rất sâu sắc, khó mà quên đi được. Quỳnh! Đúng vào lúc mọi người đang lo lắng Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc liệu có bị chết già hay không thì hai người này bỗng bùng lên luồng uy áp ngút trời. Một người hàn mang lạnh lẽo, khắp người phủ một lớp quang mang như ngọc, có làn xương lạnh lẽo mỏng manh bao trùm bên ngoài. Mỗi một bước đi đều bao hàm uy áp cực lớn, tựa như một ngọn băng sơn nguy nga hùng vĩ, cao đến nỗi khó mà nhìn thấy đỉnh núi. Một người thì có ngọn lửa bừng bừng bùng lên từ trên cơ thể, có một làn sóng nhiệt vô biên bao trùm, mỗi một bước đi của hắn ta liền để lại dấu chân thiêu đốt đến ba tấc, giống như tinh linh hỏa trong truyền thuyết. Ý chí hàn băng. Ý chí hỏa diệm. Bỗng bốn phía xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc, hai người này thế mà đều đã lĩnh ngộ được ý chí võ đạo, chẳng trách lại tự tin như thế. Ánh trăng màu tím đáp lên người Trần Tử Ngọc còn chưa kịp thâm nhập vào bên trong đã bị đóng băng thành xương, như hoa tuyết bay ngập trời. Còn khi rơi lên phía người Sở Mộ Viêm thì lại bị đốt cháy sạch sành xanh, hóa thành từng làn khói tím vấn vít không tan. Hai người này lấy ý chí võ đạo để chống lại ánh trăng màu tím thần bí kia sau đó vững vàng bước lên trên lôi đài khiến tất cả mọi người vang lên từng tràng tiếng hoan hô. Đây mới là nhân tài yêu nghiệt chân chính. Tất cả trưởng lão ba của đại thế lực Thiên Yêu Các, Bắc Tuyết Sơn Trang, Tử Nguyệt Động Thiên đều nhìn về phía hai người này, và đều nhìn bọn họ bằng một con mắt khác. Không tệ. Trên vị trí chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, Khuynh Nhược U từ tốn mở miệng, giọng của nàng ta như tiếng hát của trời xanh, khẽ khàng nói ta rất ít khi khen ai đó, nhưng hai người quả thật không tệ, cho dù bước vào Tử Nguyệt Động Thiên thì cũng đủ để nổi bật, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đa tạ U Nhược Điện Hạ tán thưởng. Hai người bình tĩnh hành lễ nhưng từ sâu trong lòng lại đang vui mừng như điên, có thể có được lời khen ngợi của Khuynh Nhược U đã là việc tương đối hiếm gặp. Có thể được khen ngợi trước mặt tất cả mọi người thì lại càng chưa từng có. Nguyên do trong đó, chắc chắn không chỉ là bởi vì thực lực của hai người này siêu quần, mà đa phần là còn bởi vì kiếm nô đã chết đi kia. Xem ra kiếm nô kia quả thực là khiến người ta hận thấu xương, U Nhược Điện Hạ không chỉ tiếp kiếm hai người chúng ta, mà hôm nay lại càng khen ngợi chúng ta trước mặt tất cả mọi người. Giết hay lắm, nếu như có thể được phụ thân của U Nhược chỉ điểm thì hai chúng ta lần này cũng coi như gặp may mắn lớn. Ánh mắt hai người nhìn nhau, thầm truyền âm, trên mặt mỗi người đều khó nén được nét hân hoan. Cuối cùng cũng đã đến đủ rồi. Trong đám người đông nghìn nghịt, Lâm Nhất mặc bộ quần áo màu trắng, sắc mặt bên dưới lớp mặt nạ trông có vẻ đặc biệt âm trầm. Ngày hôm đó hắn bị Chuông Huyền Âm trấn áp, Thất Thú Thiên Lăng đồng thời cất lời châm chọc. Dồn ép huyết long mã khiến nó không tiếc hy sinh mạng sống để cứu hắn, bị nổ thành 4-5 mảnh mới cứu được một mạng của Lâm Nhất. Đến bây giờ bị hóa thành kén máu không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Thù này tất phải báo. Thất Tú Thiên Lăng, đừng hòng có kẻ nào thoát. Chẳng qua đúng vào lúc Lâm Nhất định hành động thì bên trên lôi đài của Thiên Yêu Các lại có người thông qua kiểm tra. Là Dương Phàm, đã từng có duyên gặp mặt mấy lần với Lâm Nhất. Hắn ta cứ thế chịu hết chín chưởng của yêu thú, nôn ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Cực kỳ may mắn thông qua cuộc kiểm tra đáp xuống lôi đài. Chỉ là khi hắn ta vừa mới đáp xuống, một bóng người lóe lên nhanh như chớp giết đến, một cước lạnh lẽo vô cùng tung ra. Hồng hộc. Người ra tay chính là Âu Dương Hạo, một cước này của hắn ta tương đối nhanh và mạnh, âm thanh phá không chói tai, lấy khí thế sấm sét như một thanh trường thương thọc mạnh vào đầu gối của Dương Phàm. Rắc. Đầu gối nát vụn. Dương Phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết, bịch một tiếng quỳ trên đất. Hắn ta cố gắng chịu đựng cơn đau đớn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, chắp tay nói, nhị vị có phải nhận nhầm người rồi không, tại hạ là Dương Phàm, hạng thứ 47 trong ngoại bảng của bảng Long Vân, cũng coi như có mối giao tình với vài đệ tử trong nhà của mấy vị. Trước khi lên đài, hắn ta đã nghĩ đến hai người này có thể sẽ ra tay với hắn ta. Nhưng nghĩ đến mình ít nhiều gì cũng là nhân tài của ngoại bảng Long Vân, cũng không phải là loại vô danh,
ít nhiều gì cũng nên cho hắn ta chút sĩ diện mới đúng. Giao tình, ai có giao tình với ngươi, tên nhóc nhà ngươi, ta nhớ là trước đó còn khá thân thiết với kiếm nô Lâm Nhất đúng không? Nếu như là yêu nghiệt nội bảng thì cũng thôi đi, ngươi lại chỉ là một tên vô dụng của ngoại bảng mà cũng dám ở trước mặt hai người chúng ta khoe mẽ, cũng khá là ngông cuồng đấy. Trên mặt Tần Húc và Âu Dương Hạo đầy vẻ chế nhạo, bật cười lạnh lùng. Một đám nhân tài bản địa của thành Thiên Lăng trông thấy cảnh này cũng lần lượt bật cười. Như thể người đang đứng trên lôi đài sỉ nhục Dương Phàm là chính mình không bằng, trong lòng cực kỳ sung sướng. Bọn họ đối với những võ giả bên ngoài luôn tỏ vẻ cao hơn người một bậc, rất vui sướng khi nhìn thấy những kẻ đó bị xấu mặt. Vậy thì tự ta đi xuống. Dưới sự sỉ nhục như vậy, sắc mặt Dương Phàm xanh mét, trong lòng ấm ức kìm nén, dẫy dụa muốn đứng dậy rời đi. Cứ để ta tiễn ngươi một đoạn đi. Nụ cười giữ tợn nở trên mặt Tần Húc, hắn nhanh như chớp lao đến, bàn tay phải nhanh chóng yêu hóa. Bàn tay khổng lồ của ma viên lập tức tát lên mặt Dương Phàm, một ngụm máu cùng với răng bị đánh nát văng ra khỏi miệng Dương Phàm, cả người như một con diều đứt dây bị tát cho lảo đảo bay ra ngoài. Các ngươi! Quách Húc vội vàng chạy qua đỡ lấy Dương Phàm, phẫn nộ quát một tiếng. Cút! Đầu mày Âu Dương Hạo khẽ nhướn, trừng mắt nhìn, trong mắt ngập đầy sát ý. Quách Húc bỗng nhiên không dám hó hé nữa, nghiến răng đưa Dương Phàm đã ngất xỉu đi. Hay lắm! Rất nhiều đệ tử thế gia và những nhân tài bản địa của thành Thiên Lăng lên tiếng chúc mừng, trợ uy cho Tần Húc và Âu Dương Hạo. Võ giả từ bên ngoài đến thì lại câm như hến, lần lượt lắc đầu, không dám hé lời. Trong một thoáng, trên ba đại lôi đài bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, ai cũng đều có thể nhìn ra được, Thất Tú Thiên Lăng đã bao trọn chỗ này, sẽ không cho bất cứ người ngoài nào bước lên đài, dù gì ai cũng không muốn miếng dưa cơ hội của mình bị chia cho người khác. Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng coi như không thấy, hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Cách làm như vậy cũng khiến cho lòng của mọi người ở đây cảm thấy nguội lạnh. Cho qua nhờ. Trong tình huống yên tĩnh như vậy, một bóng người áo trắng rẽ đám người tiến về phía trước, lập tức trở nên vô cùng bắt mắt. Khi sắp đi ngang qua chỗ Quách Húc, đối phương nhắc nhở nói, huynh đệ đừng đi nữa, đám súc sinh này không phải người. Ngươi nói rất đúng. Bước chân của Lâm Nhất thoáng dừng, liếc mắt nhìn Dương Phàm bị trọng thương, lại nhìn vào Quách Húc đang đầy vẻ căm phẫn, tùy ý đáp lại một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Thất Tú Thiên Lăng quả thật không phải người, kiếm trong tay hắn cần giết chính là loại súc sinh mặt dày vô sỉ, đê tiện bỉ ổi này. Trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Quách Húc, Lâm Nhất sẽ đám đông đi lên phía trước, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bỗng chốc, thu hút hết ánh mắt từ khắp bốn phía. Vốn cho rằng không có ai dám tiếp tục tham gia vào bài kiểm tra của ba đại thế lực nữa. Và đám người xung quanh vốn đã bị dọa cho sợ mất mật từ lâu này bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc. Còn có người dám xuất hiện, không sợ chết à? Lâm Nhất quét mắt một lượt, sau đó đi thẳng về phía lôi đài của Thiên Yêu Các. Lại có một kẻ đến nộp mạng. Giả thần giả quỷ, xem ra trước đó ra tay vẫn còn nhẹ rồi. Nhìn thấy cách ăn mặc của Lâm Nhất, vẻ mặt của Tần Húc và Âu Dương Hạo trên lôi đài đầy dữ tợn, bật cười lạnh lùng. Trong mắt bắn ra luồng sát ý cực kỳ lạnh lẽo. Ba đại thế lực đồng thời xuất hiện thu nhận đồ đệ vốn là một việc trọng đại có sức ảnh hưởng lớn, nhưng diễn biến đến tận lúc này thì lại trở thành võ đài dành riêng cho Thất Tú Thiên Lăng. Trước đó mọi người đều không ngờ được, mục đích mà ba đại phái đến đây rất có khả năng chính là vì Thất Tú Thiên Lăng, cơ hội cho những người khác là rất nhỏ. Nhưng ai cũng không ngờ được, bảy người này lại bá đạo tàn nhẫn. Hoàn toàn không cho những người đến sau có cơ hội sống. Tùy ý sỉ nhục ngược đãi, thủ đoạn tàn khốc mà vô tình. Nhất là sau khi nhìn thấy Tần Húc và Âu Dương Hạo bắt tay nhau sỉ nhục Dương Phàm thì đã không còn có người nào dám tham gia kiểm tra nữa. Cho dù có thông qua thì cũng chẳng ích gì, kết cục của Dương Phàm chính là ví dụ rõ ràng nhất. Bảy người này bắt tay nhau, ai dám đi chọc vào tổ kiến lửa chứ? Có khác gì tự rước lấy nhục đâu. Trong bầu không khí trầm mặc lặng lẽ này, sự xuất hiện của Lâm Nhất có thể nói là vô cùng chói mắt, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó.
rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ khó hiểu. Nhìn thấy hắn đi về phía lôi đài của Thiên Yêu Các, bọn họ đồng loạt lắc đầu đáng tiếc. Nhớ đến những gì Dương Phàm đã chịu trước đó, vừa chạm đất đã bị đá vỡ xương đầu gối, sau đó quỳ xuống đất bị Tần Húc tát một phát hôn mê. Nhìn hai người nhóm Tần Húc với nét mặt dữ tợn trên lôi đài, kiếm khách áo trắng này tùy tiện đi qua đó, e rằng kết quả sẽ còn thê thảm hơn cả Dương Phàm. Không ngờ hắn còn dám đến tham gia sát hạch, đúng là tự tìm đường chết. E rằng tên vô dụng này còn không qua được chỗ sát hạch đã bị tượng yêu thú đập chết rồi. Các thiên tài của thành Thiên Lăng, đặc biệt là con cháu Tần gia không ngừng cười khẩy, liên tục châm chọc. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Nhất không chút chần chừ bước về phía trước, sau đó bay lên không trung. Gào! Hắn vừa đặt chân xuống đất, tượng yêu thú kia đã sống lại, phát ra tiếng gào thét. Sóng âm tấn công, cuồng phong càn quét, khiến màng nhĩ người nghe đau nhói. Trong không trung, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Nhất vẫn rất bình tĩnh. Hắn âm thầm điều động Thương Long Cửu Biến, 16 long văn giữ tợn chậm rãi vận chuyển bên ngoài cơ thể, tiếng rồng ngâm lập tức vang lên, huyết khí mênh mông như đại dương sôi trào, lực lượng Thương Long cổ xưa cô đọng tựa núi lửa. Ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.